Vâng, Chí Thiên chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục về chương trình video thì lên nhanh mã một số mã hàng mấy em hàng vừa về xong nhá. Em về một số cái mã hàng về đồng hồ vạn năng này. Đấy, rồi là có dòng cái mã hàng kìm kẹp dòng này. Đấy, rồi là đo thông số mạch miếc các thứ này. Đấy, đo điện áp các bác nhá. Rất ok luôn. Đấy, một số về số mã mới rồi có cả cái đồng hồ vạn năng cũng rất nhiều bác hỏi. Cái đồng hồ vạn năng là dành cho bác nào mà không chuyên lắm. Đấy, các bác đo gia đình, đo gọi là các bác sử dụng không hiểu biết nhiều lắm về vấn đề điện tử thì các bác xài con này cho em rất ok luôn. Đấy, tí nữa sẽ đi vào quay chi tiết từng cái mã hàng một, rồi là rất nhiều những cái mã hàng giá rẻ này. Đấy, có cả hôm nay có cả cái bọt biển nhá, có cả cái miếng bọt biển để về các bác vệ sinh đầu hàn, rồi là combo đầu kẹp cá sấu này để về các bác kẹp mạch các thứ này. Đó, rất ok luôn, giá thì bình dân thôi. Đấy, 20.000 năm combo nhá. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng cứ từ hóa đơn 200 trở lên nhá. Đấy, cứ từ hóa đơn 200 trở lên là bên em sẽ được miễn phí rồi. Đấy, miễn phí vận chuyển nhá. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Lưu ý cho em là khi mà các bác gọi điện tới cái số điện thoại nhà em ấy thì hai cái số em đang để trực tiếp ở trên màn hình nhá. Các bác nhìn kỹ số điện thoại nhà em nhá, sau đó các bác bấm nhá. Nhiều khi là các bác điện các bác bấm nhầm số. Đấy, chẳng may các bác bấm nhầm một cái số người khác gọi, rồi là ví dụ như là có chẳng may có nhầm máy hay là người ta có bực mình hay ví dụ người ta có mắng mỏ chửi bới gì ấy, thì các bác thông cảm cho em nhá. Đấy là do các bác bấm nhầm số. Bữa trước cũng có một bác bảo là bấm nhầm số xong cái ông này ông chửi quá, thì các bác thông cảm cho em là số nhà em đang để trực tiếp ở trên video đây, các bác bấm đúng số cho em nha, các bác gọi nha, đúng số thì là với chuẩn nhà em được, không là các bác gọi nhiều khi là làm phiền người ta cũng mắng, nên là các bác cũng thông cảm cho em. Đó thì vừa ảnh hưởng cả đôi bên nhá, ảnh hưởng cả đôi bên, ảnh hưởng cả bên nhà em này, rồi ảnh hưởng cả bên nhà các bác nữa này. Đấy, thì các bác cứ bấm đúng giúp em đúng hai cái số điện thoại ở trên hình nhá. Đấy, gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin hoặc là gọi Zalo thì em sẽ chốt đơn với anh nhá. Rồi, sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn cho bác đó là cái mã đồng hồ đo vạn năng. Đấy, báo giá bác luôn là 170.000 một cái này. Đấy, 170.000 một cái. Sản phẩm này thì hàng mới như hộp nhá, hàng mới như hộp thì sẽ có giá là 170.000. Con này thì nó là toàn bộ là auto hết luôn, toàn bộ auto luôn. Các bác không cần phải là vặn nút hay tinh chỉnh hay như nào cả. Về các bác chỉ việc là tháo cái nắp này ra, sau đó lắp cho em hai viên pin mà. Đây nó sử dụng hai viên pin tiểu con thỏ này. Đấy, về các bác tháo ra, lắp hai viên pin mà, sau đó là các bác đo cho em thôi. Đấy, con này thì cực kỳ nhiều chức năng, đo thông mạch này, rồi là đo ôm này. Đấy, rồi là đo điện AC DC đo hết luôn, mà các bác không cần phải xoay, không cần phải bấm nút gì cả bác. Đấy, không cần phải xoay, không cần phải bấm nút gì nhá. Đấy, thì ở đây các bác lắp pin vào. Đấy, bấm cái nút nguồn giữ lì cho em là nó sẽ hiện lên này. Đấy, thì giờ em sẽ test các bác luôn nhá. Cái này thì cực kỳ dễ dùng luôn. Đấy, ví dụ như là cái điện 220 này này, các bác cứ cắm trực tiếp vào điện 220 là tự động là nó sẽ nhảy luôn, không cần phải ấy. Đây có nhìn này. Đấy, đây tự động nó nhảy đây này, 231 đây này. Đấy, 231V luôn nhá. Đấy, tự động là nhảy sang điện AC luôn, có nhìn này. Đấy, trên màn hình là điện AC. Còn ví dụ như đây em cắm vào cái bình ắc quy nhá. Đấy, cắm vào cái bình ắc quy này. Đây. Đấy, các bác không cần phải là xoáy xiếc cái gì cả, chỉ việc các bác để thôi. Đấy, cái này là cái ắc quy nhà em nó đang sụt dòng này. Đấy, nó còn 6.84V này. Đấy, nó báo luôn là cái điện DC nhá. Đấy, DC tức là điện một chiều, còn AC tức là điện xoay chiều nhá, nó báo luôn. Đây, ví dụ như đây em cắm luôn cho bác vào một cái viên pin này, pin 9V này. Đấy, cắm luôn. Các bác chỉ việc cắm cho em thôi. Đấy, cắm đây này, nó lên điện áp nó báo luôn này, 10.16V này này. Đấy, cái pin này là pin 9V nhá, pin 9V. Đấy, còn ví dụ như cái viên pin 12V này. Đây, em chập vào em kẹp luôn đấy nhá. Đấy, nó rất là hay là các bác không cần phải vặn viết gì cả, chỉ việc là các bác bấm và sau đó các bác đo thôi. Đấy, đây nó lên luôn này, 12.54V này, báo DC luôn nhá các bác nhá, báo DC luôn. Nó rất là dễ dùng, dễ sử dụng, đặc biệt là dành cho bác nào mà không có kiến thức về những cái đồng hồ chuyên môn như này này. Đấy, ví dụ như cái con kẹp dòng này các bác cần nhiều chuyên môn, các bác cần phải vặn đúng cái chế độ của nó là các bác mới đo được. Ví dụ như các bác đo AC hay DC các bác phải vặn đúng vào thì các bác mới đo được. Đấy, như con này là không cần, chỉ việc bật máy lên sau đó là các bác muốn đo cái gì các bác chỉ việc là dí vào là các bác đo thôi, cực kỳ là dễ dùng, dễ sử dụng luôn. Đấy, cho bác nào không chuyên nhá, đặc biệt cho bác nào không chuyên và không có kiến thức về điện đóm thì các bác mua cho em con này. Đấy, về các bác đo dòng điện, đo điện trở này. Đấy, rồi là đo ôm, đo điện đi, đo điện AC DC, rồi đó đo được cả
nó gọi là đa, nó gọi là đo dòng nhá. Đấy, đo 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 dòng, đo đo A này, đo A. Đo A thì tí nữa sẽ ghép một video mà để các bác test này. Đấy, và con này nó có, nó có cả báo cảnh báo thứ này, báo dòng điện này, cái view của các bác giữ này. Đấy, các bác dí đây nó sẽ liên tục này. Đấy, nó kêu này. Đấy, cái này đang báo là có điện này này. Đấy là dây có điện nhá các bác nhá. Đấy, nó kêu tí 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 này. Đấy, rồi là view là các bác muốn đo thông mạch nhá. Các bác muốn kiểm tra thông mạch này. Thì các bác sử dụng, các bác ví dụ này là kiểm tra dây nó có đứt hay không. Đấy, các bác chập hai cái này vào nhau. Đấy, nó kêu tít 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 tít. Đấy, cái này đang đo thông mạch này. Đấy, đo thông mạch này là như nào, ví dụ như đây các bác có một cái sợi dây điện như này và các bác kiểm tra là xem nó có bị đứt đứt ngầm hay không nhá. Đứt ngầm hay không thì đây một đầu các bác dí vào chưa. Đấy là các bác kiểm tra cái dây này này và một đầu các bác dí vào đây, đó dí vào đây đó. Đấy, đây không, đây dây này là vẫn như đồng hồ đang kêu là vẫn ngon lắm nhá. Đấy, còn ví dụ như em dí nhầm bên này, đấy là nó không kêu. Đấy, không kêu tức là các bác đang dí nhầm bên. Còn nếu mà nó kêu thì là dây là không bị đứt nhá. Đấy, dây không đứt. Đấy, ví dụ các bác kiểm tra thông mạch cũng rất ok. Nói chung là con này nhiều chức năng lắm. Đây, em sẽ ghép một cái video thực tế vào để các bác cùng xem video này và các bác hiểu về cái sản phẩm này luôn nhá. Và giá của nó cũng bình dân thôi, nó chỉ có 170.000 một cái. Về các bác đặc biệt các bác không chuyên về điện đóm rồi là các bác sử dụng gia đình nhá. À, cần một con đồng hồ đo vạn năng, đo nhiều thứ thì các bác mua cho con này 170.000 một con nhá. Đây em sẽ ghép một cái video thực tế và các bác xem thực tế cái sản phẩm nhá. Cái video này em ghép thì có thể là nó hơi dài, thì các bác nếu mà các bác biết về cái đồng hồ rồi thì mình có thể là tua qua nhá, để qua những cái mã sản phẩm tiếp theo. Còn đây em ghép cái video này vào để cho nhiều bác là chưa biết về cái mã đồng hồ này thì các bác có thể xem cái video và nắm rõ hơn về cái sản phẩm này các bác nhá. Tại còn nói thì nó trình bày nó nhiều lắm, thì em ghép video vì em quay trước rồi, em ghép vào cho nó nhanh thôi nhá. Đấy, đây các bác cùng đón xem video nhá. Đầu tiên ạ, mọi người sẽ cắm quay đo màu đen vào cổng com giúp em. Quay đo màu đỏ mọi người sẽ cắm sang cổng còn lại ạ. Ấn giữ cho em nút nguồn lên, màn hình nó sẽ hiển thị lên cái chữ auto như thế này. Tiếp theo mọi người sẽ nhìn trên bên màn hình, người sẽ bấm giữ cho em cái nút này thì nó sẽ có chức năng làm sáng lại màn hình cho em, đồng thời thì sẽ có đèn led trợ sáng đằng sau cho các anh khi mọi người sử dụng trong môi trường tối mọi người nhé. Tiếp theo NCV, ấn giữ cho em ạ, đưa đồng hồ vào các nơi có dòng điện đi qua là đồng hồ nó sẽ sáng đèn và kêu. Đây chính là cái chức năng để chúng ta sẽ phát hiện được điện áp không cần tiếp xúc ạ. Và khi chúng ta muốn kiểm tra được pha nóng pha lạnh, mọi người vẫn ấn giữ chữ NCV mọi người nhé. Sau đó chúng ta sẽ đưa quay đo vào ổ điện cho em như thế này. Bên này thì là pha nguội này, khi mà pha nóng thì nó sẽ kêu tít tít nhanh như này và hiển thị 4 dấu gạch lên trên màn hình như này mọi người nhé. Về cách sử dụng của mẫu đồng hồ này thì sẽ rất là đơn giản mọi người nhé. Chúng ta sẽ không có phải điều chỉnh bất cứ một cái thang đo gì cả. Bình thường các anh sử dụng đồng hồ mà chúng ta muốn điều chỉnh thang đo là chúng ta sẽ phải vặn từng nấc thang đo như thế này đúng không ạ? Nhưng khi mọi người sử dụng con mẫu đồng hồ này là chúng ta sẽ để nguyên như thế và đo cho em thôi. Đầu tiên mọi người để nguyên màn hình auto cho em như thế này ạ. Chúng ta sẽ cắm cho em vào vôn xoay chiều. 2 giây thôi là màn hình nó sẽ hiển thị ra luôn kết quả mọi người nhé. Tiếp tục ạ, là chúng ta vẫn để nguyên màn hình auto cho em nhé. Đo vôn một chiều. Ở đây thì nhà em đang có cục pin 9V. Khi đo ngược cực thì các anh ơi, nó sẽ hiển thị dấu âm bên đằng trước như này. Còn khi mọi người mà đo đúng cực thì sẽ không có dấu âm ở đằng trước mọi người nhé. Đây ạ, 2 giây thôi là ra luôn kết quả rất là nhanh chóng mọi người ơi. Tiếp theo ạ, em vẫn để nguyên màn hình auto thế này ạ. Chúng ta sẽ đo cho em là một cái nắn adapter như này. Đây là một cái nắn nó là nguồn một chiều ấy, thì các anh sẽ cắm vào đây cho em để đo. Đây này, khi mọi người đo ngược cực này, màn hình nó sẽ hiển thị dấu âm lên như này. Còn khi các anh mà đo đúng cực nhá, cắm đúng cực đây, màn hình nó sẽ không có dấu âm nữa. Một cái điều rất hay các cái đồng hồ số chúng ta đo ngược cực vô tư. Con nắn adapter này của em thì đang có trị số là 15V 2A. Con nắn adapter 15V, màn hình nó đo được là 15V ạ. Tiếp đến này thì mọi người vẫn để nguyên màn hình auto thế này nhá. Chúng ta sẽ đo luôn cho em chờ. Đó, và ở cái thang đo trở này thì đồng hồ sẽ đo được tối đa lên đến cho em là 40 mega ohm. Vẫn tiếp tục để nguyên màn hình auto thế này, chúng ta sẽ đo thông mạch cho em. Đo thông mạch là cái gì ạ? Khi mọi người muốn kiểm tra xem ví dụ như sợi dây điện này nó có bị đứt ngầm hay không thì mọi người sẽ đưa cho em hai cái đầu quay đo và hai đầu của sợi dây giúp em mọi người nhé. Nếu như đồng hồ kêu sáng đèn như này là ok, còn nếu như không kêu thì là dây điện mọi người bị đứt ngầm rồi. Và cuối cùng ạ, chính là chức năng đo dòng điện. Thì khi các anh muốn đo dòng điện thì mọi người hãy chuyển cho em quay đo màu đỏ sang bên này giúp em. Ở đây nó sẽ có một cái lớp giấy màu vàng canh lột ra giúp em nhé. Đó, mọi người sẽ chuyển quay đo sang bên này, quay đo màu đỏ sang bên này giúp em, cắm vào. Thì ở các đồng hồ này nó sẽ đo được dòng điện một chiều tối đa là 10A. Khi đo dòng điện thì các anh mắc nối tiếp dây cho em, không anh nào được đo dòng điện bằng cách là đưa hai quay đo vào hai đầu của bình ắc quy, như thế là sẽ cháy đồng hồ. Thì mọi người chú ý em ở cái điểm này nhé. Khi đo dòng điện thì nhà em ở đây hiện tại nhà em đang có một cái cục pin 9V.
của pin 9V này thì em sẽ đấu dây qua cái bóng led này để em sẽ đo dòng điện cho mọi người nhé. Thì đầu tiên này, ở cái nguồn điện này đây, từ cái bóng cục pin này, nguồn cấp vào thì em sẽ nối với cái cực âm của cái dây bóng led này. Sau đó thì cái que đo màu đen ạ, chúng ta sẽ đưa vào cái cực dương của bóng led ạ. Đó, sau đó thì cái que đo màu đỏ, que đo đồng hồ màu đỏ nhá, chúng ta sẽ nối với cực dương của cái nguồn cấp như này. Đó, mọi người sẽ nhìn trên màn hình giúp em nhá. Cái này chúng ta phải mắc nối tiếp dây cho em. Đó, mọi người nhìn trên màn hình giúp em ạ. Đây, em đang đo dòng điện đây. Ok chưa mọi người ơi, đây là đo dòng nhá. Và con này thì nó sẽ đo được dòng điện từ mili A cho đến tối đa là 10A. Đó, khi mọi người đo, em nhắc lại này, đây là một cái cục pin 9V chẳng hạn này, mọi người đo dòng điện thì mọi người sẽ nối que đo màu đen, dây điện màu đen, chúng ta sẽ nối với cực âm của bóng led để đo dòng của cái bóng led này nhá mọi người. Đo dòng cái bóng led này, chúng ta nối dây sang với cái cực âm của bóng led, sau đó thì que đo màu đen chúng ta sẽ đưa vào cực dương của bóng led. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa cái que đo màu đỏ đồng hồ ạ, chúng ta sẽ đưa vào cái cực dương của nguồn gốc như này. Đó, bóng led sáng, màn hình hiển thị dòng điện lên trên cho em. Ok cho mọi người, đây chính là chức năng đo dòng nhá, và cách đo dòng điện một chiều nhá mọi người. Mắc nối tiếp dây và đo qua tải. Đó, đây chính là chức năng đo dòng. Và con này thì nó sẽ đo được dòng điện một chiều tối đa là 10A. Đó, sau khi mà các bác xem video xong rồi thì báo giá lại lần nữa nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ đo vạn năng, đo auto tự động hết các bác nhá, tự động hóa hết luôn, là 170.000 một sản phẩm nhá. 170.000 một cái mã sản phẩm đồng hồ đo vạn năng nha. Auto toàn bộ tự động hết luôn, không cần phải tinh chỉnh cái gì cả. 170k một sản phẩm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng về đồng hồ đo, nhưng mà con này nó là chuyên sâu hơn nhá, dành cho các bác nào chuyên về anh em thợ thuyền. Đấy, rồi ví dụ là các bác sửa chữa điện lạnh này, điện tử này thì các bác xài này cho em. Con này thì nó chuyên môn hơn, con này thì nó cầu kỳ hơn, nó nhiều chức năng hơn và cũng tinh chỉnh được nhiều thứ hơn nhá. Đấy, tinh chỉnh nhiều thứ hơn. Đấy, on off này thì các bác xoay cho em này. Đấy, đo điện AC này, điện DC, điện vôn này, đo hẹc này, đo con này nó đo được cả nhiệt độ nhá. Đấy, đo được cả nhiệt độ đầy đủ hết luôn. Rồi ngoài ra thì kẹp dòng nhá, kẹp dòng thì các bác chỉ cần là đo thì các bác kẹp dòng vào đây là các bác kẹp là các bác đo được cả dòng này, có phần màn hình hiển thị trên này. Đấy, còn đây là dây kẹp đầy đủ luôn, một bộ sản phẩm đầy đủ các bác nhá. Rồi đi kèm là cái con này là nó có cả một cái dây. Đấy, cả một cái dây để các bác đo nhiệt độ nhá. Đo nhiệt độ thì về các bác rút cái dây này ra, sau đó các bác cắm cái dây đo nhiệt độ vào và các bác đo. Đấy, đo, cắm dây đo nhiệt độ các bác đo. Đi kèm thì nó có cả một cái dây đo nhiệt độ nha. Đấy, để các bác đo nhiệt độ này. Đấy. Còn nữa thì đây có cả đi kèm cho các bác cả một cái túi đựng. Đấy, cả một cái túi đựng luôn nhá. Cái mã này thì nói chung là chắc nhiều bác biết về cái mã này rồi. Con này thì quá ok. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Con này nó sử dụng hai viên pin tiểu con thỏ nhé, thì về các bác tháo ra sau đó các bác lắp cho em hai viên pin tiểu con thỏ vào là các bác xài thôi. Đi kèm nó có cả pin luôn. Đấy, thì về các bác sử dụng các bác đo nhé. Đấy, đo thông mạch rồi là đo hẹc này. Đấy, đo AC DC, nói chung nó có đo con này thì nó nâng cao hơn các bạn, nâng cao hơn, đo chuyên sâu hơn và nó chọn cả các chế độ này các bạn này. Đấy, chọn cả các chế độ hết luôn nhá các bạn nhá. Đấy, chọn các chế độ. Nói chung là em cũng không phải dân điện chuyên điện nên là thực ra cái con này thì em cũng chịu luôn. Đấy, con này chỉ dành cho bác nào chuyên thôi, chứ còn bác nào không chuyên thì nên mua cái con đồng hồ vạn năng đầu video vừa giới thiệu ấy. Con này thì đo nó dễ dùng hơn, còn bác nào chuyên thì dùng con này thì thấy sướng hơn nhá các bác nhá. Đó, thì con này em báo giá luôn này, con này có kèm cả cái kẹp dòng luôn, thì lên mã giúp cho em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng nhá. Đấy, đồng hồ kẹp dòng em báo giá luôn. Sản phẩm này sẽ có giá là 230.000 một sản phẩm này. Đấy, và bao ship cho bác tận nhà luôn. Lên mã cho em sẽ cái đồng hồ kẹp dòng nhé, 230.000 bao ship. Đây, giờ em sẽ cũng ghép một cái video đo test thực tế các cái chi tiết về cái công năng sử dụng của nó, các chức năng rồi là núm xoay các thứ ra, thì em sẽ ghép một video thực tế vào để các bác cùng xem thôi nhá. Đó, thì tiên này, ở cái thang đo NCV này là thang đo mà phát hiện dòng điện không tiếp xúc, chúng ta giơ gần vào ổ điện đồng hồ nó sẽ sáng lên và kêu. Đó, tiếp theo là để nguyên cái thang NCV này, em phát hiện pha nóng pha lạnh. Đó, tiếp tục chuyển sang cái thang A ngã, chính là thang đo dòng điện xoay chiều mọi người nhé. Con này thì nó sẽ đo được dòng điện xoay chiều tối đa đến là 400A. Ở đây em tách chuẩn cái bóng đèn, nhớ cho em là tách đôi hai sợi dây ra, sau đó thì kẹp một sợi đồng hồ nó sẽ hiển thị dòng điện lên trên. Đó, đo được xoay chiều 400A mọi người nhé. Tiếp tục là chuyển thang đo tiếp theo là thang đo vôn xoay chiều. Ở cái chức năng vôn xoay chiều nó sẽ đo được tối đa là 600V, em cắm vào điện lưới em đo. Một cái điều rất hay ở con đồng hồ này nữa là mọi người chuyển sang đo nhầm thang cũng không sợ đồng hồ bị cháy nha. Em lại chuyển về thang đo vôn xoay chiều này. Đó, nó lại ra kết quả bình thường nha mọi người. Ngoài ra thì ở cái chức năng đo vôn xoay chiều nó đã tích hợp luôn cái thang đo tần số ở đây. Khi mọi người muốn chuyển sang tần số bấm cho em cái nút phăng ở dưới trên màn hình đó. Đó, đưa đồng hồ vào gần ổ điện là tự động cái đồng hồ nó sẽ cảm ứng tần số lên cho mọi người. Đó, 49.9Hz. Tiếp theo là thang đo vôn một chiều. Vôn một chiều con này nó sẽ đo được tối đa là 600V. Em test một cục pin 9V nha. Khi mọi người mà đo ngược cực nó sẽ hiện dấu âm ở đằng trước, còn khi mọi người đo đúng cực thì nó sẽ không có dấu âm nha. 9.2V ạ. Tiếp tục chúng ta chuyển sang thang đo tiếp theo. Ở đây thì chúng ta sẽ đo được 4 chức năng trong một thang đo mọi người nhé. Thông mạch, diode, đo tụ và đo trở đủ cả. Đầu tiên ở đây đang là ký hiệu ôm, em đo cho mọi con trở này.
bao nhiêu? 473 ohm. Tiếp theo muốn chuyển sang thang đo khác, bấm nút phăng. Ở đây là thang đo diode, em test cho con diode nha. Đó, ok chị ạ. Tiếp theo bấm nút phăng tiếp là chuyển sang thang đo thông mạch. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra xem dây có bị đứt ngầm hay không. Đưa hai que đo vào hai đầu của sợi dây. Nếu như mà dây kêu thì là ok, không kêu là dây đứt ngầm rồi mọi người nhá. Ở đây em test luôn hai que đo chập vào này. Bấm nút phăng là chuyển sang thang đo tụ tiếp theo. Đây em đo cho con tụ 103, 104, ok chưa mọi người? Và tiếp theo là bấm sang thang đo tần số. Ở cái thang đo tần số nó sẽ đo được tối đa lên đến là 10 MHz mọi người nhé. Cắm vào ổ điện và đo ạ. Tiếp tục là chức năng đo nhiệt độ là cuối cùng. Khi mọi người mà chọn cái thang đo nhiệt độ này thay cho em cái con đo nhiệt độ vào nhé. Đưa cái đầu tiếp xúc này vào các cái nơi mọi người muốn đo nhiệt độ. Màn hình nó sẽ hiển thị nhiệt độ lên trên. Và con này sẽ được nhiệt độ là từ âm 20 độ đến 1000 độ C nhé mọi người. Các nút dưới là nút phăng là chuyển sang các đơn vị đo khác nhau. Nút hô mọi người ấn giữ cho em sẽ có chức năng làm sáng đèn màn hình, đồng thời sẽ có đèn led trợ sáng khi mọi người sử dụng trong môi trường tối này. Thì sau khi các bác xem cái video đấy xong rồi thì đây thì em báo giá lần nữa nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái đồng hồ kẹp dòng. Đấy, đồng hồ kẹp dòng 230.000 cho một cái sản phẩm nha. Bao ship tận nhà, nó có cả đo dòng các thứ này, rồi có kèm cả cái dây đo nhiệt độ này, rồi đi kèm cả túi đựng luôn. Sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp này các nhá. Hàng mới nguyên hộp như này luôn. Đấy, rất ok. Đồng hồ kẹp dòng 230.000 một con, bao ship. Cái này thì dành cho em thợ thuyền, dân chuyên môn. Đấy, dùng con này thì rất là hợp lý. 230.000 một sản phẩm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Bộ ba đầu hàn bằng đồng này thì đây rất nhiều bác hỏi cái bộ đầu hàn để về các bác thay. Nhiều bác thì có mỏ hàn sẵn rồi nhưng mà các bác muốn mua cái đầu hàn để về các bác thay nhưng mà bữa trước thì chưa có bán, thì hôm nay bên em về tiếp đây. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá em nhá. Đấy, bộ ba đầu hàn là bằng đồng luôn nhá, bằng đồng ngon luôn đấy. Thì giá của nó thì một cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nha. Đấy, đây ba đầu nha. Đấy, đầu tù, đầu nhọn, đầu kiểu dạng dẹt dao này. Đấy, thì một cái bộ ba đầu hàn bằng đồng nha. Giá của nó thì chỉ có 25.000 một bộ thôi. Đấy, 25.000 một bộ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ba đầu hàn bằng đồng. Đấy, 25.000 một cái bộ nha. Đấy, 25.000 bộ, giá rất bình dân thôi. Đấy, về các bác nào mà có mỏ hàn rồi, mình muốn thay đầu hàn thì các bác mua trang bộ đối về các bác thay. Hoặc là bữa trước ấy, cũng nhiều bác hỏi mà chưa mua được thì hôm nay bác nào mà chưa mua được thì hôm nay tranh thủ mua luôn nhá. Nói chung là cái hàng này số lượng có hạn đâu ạ, không có nhiều đâu, chắc khoảng tầm hơn 100 bộ thôi. Tại vì về cái lô này tranh thủ bán nhanh bác luôn. Bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá, 25.000 một cái combo ba bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Đấy, về các bác thay vào cái mỏ hàn nhà mình. Đấy, rất ok luôn. 25.000 bộ nhá, bộ ba đầu hàn bằng đồng nhá. Là gồm ba đầu. Đấy, một bộ gồm ba đầu. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái combo 5 miếng bọt biển. Đấy, cái bọt biển thì để làm gì thì cái này để chuyên để các bác vệ sinh cái đầu hàn nhá. Đấy, ví dụ như là đầu hàn của bác nó bẩn hoặc là nó thiếc các thứ, nó bám nhựa thông, nó bám lâu ngày, nó bám, nó bị sét các thứ vào. Thì các bác mua trăm cái miếng bọt biển này về các bác ấy nhắc quá nhá, các bác vệ sinh cho nó sạch sẽ đi để khi mà các bác hàn nó sẽ dễ hàn. Và thứ hai là hàn nó nhanh. Đầu hàn đôi khi các bác để nó bẩn quá là nó, thứ nhất là nó nóng, nó không được nóng, nó không đạt được cái nhiệt độ tối đa, và thứ hai là để nó bẩn là nó hay bị các bác hàn nó không được ăn chân, mà không ăn chân. Đấy, thì các bác mua cho em cái bộ combo 5 miếng nha, 5 miếng này không nhá, 5 miếng bọt biển nha. Giá của nó sẽ là 15.000 nhá. Bên em bán là bán theo combo là 5 miếng một nhá, không bán lẻ một miếng nhá, vì giá nó rất là bình dân rồi, giá nó siêu rẻ rồi, nó chỉ có 15.000 thôi. Mà 5 miếng bọt biển về các bác mua một lần này, 5 miếng về các bác vệ sinh dần. Đó, combo 5 miếng bọt biển nhá, chuyên để các bác vệ sinh đầu hàn. Đầu hàn các thứ này. Đấy thì một cái combo 5 miếng nha là 15.000 nhá, 15.000 cho một cái combo 5 miếng bọt biển, 15k cho 5 miếng một combo. Tiếp theo thì lên luôn một cái sản phẩm rất là hay, đó là cái combo 5 cặp kẹp cá sấu. Báo giá bác luôn là 20.000 cho một cái combo nha. Nó bên em sẽ bán theo cặp nhá. Đấy, bán theo một combo 5 cặp một nhá, không bán lẻ một cặp nhá, không bán lẻ một cặp. Lưu ý cho em là những cái hàng giá rẻ này bên em bán theo combo là cứ theo combo là ví dụ như là 5 cặp hoặc là 5 miếng. Đấy thì đây, cái này bên em sẽ bán theo combo là 5 cặp một nhá. 5 cặp một thì nó sẽ gồm có là một cái cặp đầu đỏ và một cái cặp đầu đen nha. Một cái kẹp đỏ và một cái kẹp đen. Đó thì đây là một cặp này. Đó thì một cái combo sẽ gồm có là 5 cặp, 5 đỏ, 5 đen thì tổng là 10. Đó đây. Đó, đây. Về các bác xài nhá. Cái này thì về các bác dùng để mình đấu dây này. Đấy, ví dụ xong là đó các bác ví dụ hàn chế rồi các bác kẹp vào những cái con mạch các thứ này, rồi là kẹp vào những cái phần dây dẫn các thứ này, để dẫn điện đến lúc các bác test đồ này, anh em thợ thuyền chế cháo này, rồi là các bác sử dụng rất là hay luôn. Nói chung là cái này về dùng nhiều việc nhá. Đấy, về rút dây này ra, sau đó là các bác kẹp cái dây này vào đây này. Đây nó có cả phần kẹp dây. Hàng thì khá dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, dày dẫn chắc chắn lắm. Và cái lực kẹp nó rất là khỏe,
kẹp chặt lắm, con này kẹp ok quá. Mà hàng này hàng em cũng tuyển bán nhiều về, thấy nó cũng chắc chắn lấy nhiều về bán cho bác. Thì sẽ bán được combo là 5 cặp 1 nhá, 5 cặp 1 nha. Giá của nó sẽ là đi 20.000 nha, 20.000 cho một cái combo 5 cặp kẹp cá sấu nhá. Lên mã cho em sẽ được cái combo 5 cặp kẹp cá sấu nhá, kẹp cá sấu. Đấy, cái kẹp cá sấu nha. Kẹp hình răng cá sấu là 20.000 cho combo 5 cặp 1. Đấy, 5 cặp là bao gồm là 10 cái, 5 cái trắng, 5 cái đen, 5 cái đỏ nhá. Về các bác đánh dấu, các bác hay xài những cái điện một chiều điện AC thì các bác đánh dấu vào cực âm cực dương cho nó dễ phân biệt nhá. Đấy, combo 5 cặp kẹp cá sấu 20.000. Sản phẩm tiếp theo thì đây cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này, thì bữa trước đang bán hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái que đo nhiệt độ nhá. Về các bác đo nhiệt độ, ví dụ như đo nhiệt độ thức ăn này, đo nhiệt độ rượu này, đo nhiệt độ nước này, đấy, rồi nhiệt độ sữa sần các thứ ra. Ví dụ các bác nhà có con nhỏ mình đo nhiệt độ sữa nhá, đấy, xem đủ nhiệt độ chưa để cho các cháu uống này, rồi ví dụ như là nhiệt độ nước xem đạt đủ nhiệt độ chưa, rồi ví dụ như là thức ăn các thứ ra các bác sử dụng nhá. Đây, cái con này rất là hay là nó có một cái đầu nhọn này này, ví dụ là đây là cái đầu nhọn này, ví dụ như là những cái thức ăn bên ngoài thì có khả năng là chín rồi, nhưng các bác muốn kiểm tra nhiệt độ bên trong nó đủ nhiệt độ để nó chín chưa thì các bác lấy cái này các bác xiên nó, đấy, xiên xiên thẳng nó vào. Đấy, đây nó có cái đầu nhọn, thiết kế đầu nhọn mà rất là hay. Sản phẩm này thì đây rất dễ xài thôi. Ở đây nó có một cái nút on off bật lên trong, đấy là nó sẽ lên này. Đó. Hiện tại nó đang ở nhiệt độ F nhá, thì các bác bấm cho em về nhiệt độ C này. F là bên nước ngoài này hay xài, còn các bác bấm về nhiệt độ C thì sẽ nhảy về nhiệt độ C. Hiện tại đang là 31.9 độ C này. Đó, thì các bác đây view em đo nhá. Em nắm tay vào này. Đấy, đo nhiệt độ cơ thể luôn này. Đó, đấy, có thấy không, nó bắt đầu nhảy luôn nhá. Đây em đang là nắm tay nó nhảy luôn này. Đấy, 32.8 bắt đầu đang nhảy lên nhảy nhá. Đấy, nó sẽ hiển thị toàn bộ ở trên cái màn hình luôn, rất là hay luôn. Đấy, toàn bộ hiển thị ở trên màn hình luôn. Cực kỳ là thông minh nhá. Đó, nhảy những cái nhảy dần nhảy dần. Đó. Con này thì nó sẽ đo được nhiệt độ là từ âm 50 độ C nhá. Đấy, cho đến là xấp xỉ đến là 300 độ C, max là 300 độ C, và nhiệt độ F là từ 58 độ F đến 572 độ F nhá. Đấy, âm 58 độ F 700, còn nhiệt độ C thì là âm 5 độ C cho đến là 300 độ C nhá. Đấy, cái này là trong khoảng xấp xỉ nhá, chứ không chính xác đâu, không chính xác đâu. Nó là trong khoảng xấp xỉ nhá. Đó, thì đây. Về các bác chỉ việc xài thôi. Đấy, về bật lên xài. Lúc nào mà không dùng được các bác tắt đi cho em, rất ok. Đây nó có nút on off bật tắt đây này. Đấy, đây em bỏ ra tay cái là bắt đầu là nó sẽ về nhiệt độ bình thường ngay. Còn không thì các bác ví dụ các bác test thì các bác chỉ việc nắm tay vào cái là nó sẽ báo nhiệt độ đẩy lên luôn này. Đấy, có nhìn này. Đấy, nó báo nhiệt độ nhảy luôn nhá các bác nhá, rất là thông minh luôn. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái que đo nhiệt độ nhá. Cái sản phẩm đi hiện tại em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 40.000 một sản phẩm nhá, 40.000 thôi. Về các bác đo rất nhiều những cái sản phẩm khác nhau, các bác cần đo con dùng cái này rất hay. Que đo nhiệt độ này, đấy, que đo nhiệt độ. Giá sẽ là 40.000 nhá, 40.000 một cái que đo nhiệt độ nhá nhá. Tiếp tục lại về cái lô kìm đa năng này. Đấy, tiếp tục lại về cái lô kìm đa năng để các bác về sử dụng này. Đấy, về các bác sử dụng để các bác dùng rất nhiều việc luôn. Con này thì nó có thể là bấm cốt này, tuốt dây này. Đấy, đây nó có cái phần khe để các bác tuốt dây nhá. Đấy, rồi là có phần cắt kẹp các thứ này rất hay luôn. Đó, con này thì cực kỳ là chắc chắn, có phần tay bọc cách điện về các bác sử dụng làm điện làm đó ngon lành. Nó có cả cái phần lò xo trợ lực nhá, các bác chỉ việc bóp vào thôi. Còn khi mà mở ra là tự động là nó sẽ mở ra vì nó có phần lò xo trợ lực này. Kìm thì rất chắc chắn luôn. Toàn bộ bằng thép CRV nhá, siêu cứng cáp dày dẫn. Đây. Đấy, hàng của Nhật, đấy, hàng bãi Nhật rất xịn sò ngon lành luôn. Cái này thì giá bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, bấm cốt này, tuốt dây này. Đấy, bấm cốt, tuốt dây, cắt kẹp các thứ cho em ok luôn. Đấy, giá thì bình dân thôi, làm điện làm đóm sử dụng gia đình. Rồi anh em thợ thuyền dùng con này cũng quá ok. 100.000 một cây nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây kìm đa năng. Đấy, 100.000 một cây nhá. 100.000 một cây. Giá quá bình dân, hạt rẻ mà dùng rất ok luôn. Sử dụng mà gia đình thợ thuyền dùng hết luôn nhá. 100.000 một cây. Giao giấy hàng bãi thì bên em vẫn còn hàng để gửi bác quá nhá. Đấy, vẫn còn hàng này. Đấy, và hàng tiếp tục lại về lô mới luôn này các bác này. Rất chắc chắn và ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng để cắt giấy, dọc giấy, cắt đồ đạc các thứ như mình rất ok. Giá là bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây giao giấy nhá. Bên em bán lẻ một cái cây giao giấy này là 10k nhá. 10k một chiếc, còn các bác lấy 5 chiếc thì em sẽ tính cho bác giá là 40.000. Đấy, combo 5 chiếc thì giá sẽ là 40k. Còn các bác lấy một chiếc là 10.000 một chiếc nhá. Nói chung là nếu mà các bác dùng nhiều thì nên mua theo combo 5 chiếc một, giá sẽ tốt hơn. 5 chiếc là 40.000. Còn các bác lấy một chiếc là 10.000 nhá. Đấy, hàng rất chắc chắn ok luôn. Xịn sò ngon lành nhá. Đấy, xịn sò ngon lành.
trơn tru này. Về các bác nếu mà các bác muốn mua lưỡi thì bên em sẽ có bán lưỡi, tí sẽ quay lưỡi cho bác coi. Đấy, còn cái này là nguyên dao không. Một chiếc là 10.000 nhá, còn 5 chiếc là 40.000. Lên mã cho em sẽ cây dao giấy hàng bãi nhá. Trơn tru ngon lành, về các bác sử dụng cắt nhiều thứ lắm. Nói chung là rất là cần, nhiều khi rất là cần. Mình cắt đồ đạc, cắt dây điện đấy đó này. Sử dụng ok, rất nhiều việc luôn. Một chiếc 10.000, 5 chiếc 40.000 nhá. Lên mã cho em sẽ là dao giấy hàng bãi Nhật. Đây nhá, nhiều bác hỏi là có lưỡi dao giấy cũng có luôn nhá. Đấy, lưỡi giấy cũng của hàng bãi Nhật này. Đấy, da mô tô nhá. Một hộp này là 10 lưỡi dao. Đấy, dòng thép SK5 nhá, siêu sắc bén luôn. Đây. Đấy, một hộp là 10 lưỡi nhá. 10 lưỡi về các bác xài thì thoải mái luôn. Đó, đây. 10 lưỡi về xài thoải mái, cực kỳ sắc bén. Nhìn rất là sợ luôn, sắc lắm. Đây, đấy, 10 lưỡi về các bác xài nhá. Thép SK5 cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Dòng lưỡi dao hàng bãi Nhật cực kỳ xịn sò. Cái này thì em bán giá bình dân thôi. Lên mã giúp em sẽ cái hộp 10 lưỡi dao giấy nhá. Hộp 10 lưỡi dao giấy, giá thì một hộp này sẽ là 10.000 thôi các bác nhá. 10.000 thôi. Bán nhanh thì bác dễ mua. Lên mã em sẽ cái hộp lưỡi dao giấy 10 lưỡi nhá. 10.000 một hộp lưỡi giấy 10 lưỡi này, còn dao thì đang bán là 10.000 một cây. Lấy 5 cây 40.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái phích điện, cái phích điện âm này, phích cắm âm này về các bác xà này. Em sẽ bán ở combo là 3 chiếc 1 nhá. 3 chiếc 1 thì giá của nó sẽ là đi 20.000 cho combo 3 chiếc phích cắm âm nha. Về các bác chỉ việc đấu dây và sau đó các bác xài thôi. Ví dụ như là những cái thiết bị mà nó có sẵn dây rồi, bây giờ mà các bác cắt đi để các bác đấu nối thêm thì nó rất là, sau này ví dụ mình có sửa chữa nó rất là khó. Thì đây, ví dụ như đây, một cái dây em đã có sẵn phích như này rồi, mà bây giờ ví dụ các bác cắt ra để các bác đấu nối tiếp thì rất là khó. Các bác mua cho em cái này về để đấu vào cái dây mà nó đang chờ sẵn đây rồi, thì ví dụ cái thiết bị ấy các bác cắm cho em. Đấy, các bác lựa, các bác cắm đây, thế là xong. Là mình có cái là mình đỡ về, thứ nhất là mình đỡ về cắt dây, mà thứ hai là sau này mình có tận dụng cái này thành một cái ổ khác để các bác cắm những thiết bị khác cũng ok luôn, rất là tiện dụng nhá các bác nhá, rất tiện dụng, rất là hay đó. Thì lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm âm nhá các bác nhá, phích cắm âm. Đấy, thì sẽ bán nó combo là 3 chiếc một nhà là 20.000 cho combo 3 chiếc phích cắm âm các bác nhá. Đấy, combo 3 chiếc là 20.000. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái con máy thổi hút bụi này. Lên mã sẽ con máy thổi, con này vừa thổi vừa hút thôi nha. Đấy, vừa thổi hút nhưng mà chủ yếu là nó thổi thôi các bác. Đấy, còn hút thì nó là phụ thôi, chủ yếu là thổi thôi nha. Đấy, thì về các bác mua dùng để thổi cũng rất hay. Đó. Đây, bên trong phụ kiện này đủ đi kèm này. Đấy. Sử dụng nguồn 220 dùng rất là tiện luôn. Chủ yếu là các bác thổi, ví dụ mình thổi bụi, thổi lá cây là rất là tiện dụng luôn. Đấy, con này thì nói luôn hàng sản xuất tại Trung Quốc nhá. Made in China. Đấy, made in China. Công suất của nó sẽ là 1.000W này, và cái vòng tua của nó sẽ là 13.000 vòng trên 1 phút nhá, cực kỳ khỏe luôn, máy chạy khỏe lắm. Đấy, thổi phe phe luôn. Ở đây các bác muốn thổi, các bác lắp cho em cái đầu này mà, cái đầu chóp chóp này. Đấy, các bác bấm công tắc đây nhá, bấm công tắc đây, đây nó có cực công tắc này. Đấy, motor đây. Đấy, bấm vào trực tiếp vào nguồn 220 các bác bắn cho em, thổi cực kỳ khỏe luôn. Ngoài ra nếu các bác muốn hút ấy, thì các bác lại chuyển cái đầu này về đây. Đấy, thì các bác lại hút nhá. Đấy, và khi mà hút thì các bác lắp cho em cái túi này vào này. Đấy, lắp cho em cái túi này vào để cho nó chứa rác ạ. Đấy, để cho nó chứa rác thì các bác lắp vào đây nhá. Lắp vào đây. Đấy, thì khi mà hút thì nó sẽ hút và truyền rác thì nó sẽ đựng vào trong cái túi này. Đấy, còn nếu mà muốn thổi thì các bác lại chỗ đổi cái đầu về đây để các bác thổi nhá. Máy thì cực kỳ khỏe luôn, máy thổi khỏe lắm. Đây em sẽ cắm cho bác coi này. Đây đây, em sẽ test cho bác coi nhá. Thổi thì cực kỳ khỏe luôn này, em bật máy này. Đấy, lòng ổ điện. Cắm lại cho bác coi nhá. Thổi khỏe lắm, con này thổi kinh khủng luôn. Đây là. Thấy không? Thổi rất na luôn. Đây đi này. Thấy không? Đấy. Mà cái tầm thổi nó cũng rất là xa nhá. Đó đây. Mày nhìn biết này. Thổi mà các bác cầm không chắc tay, nó đẩy về sau luôn nhá. Nó đẩy về sau luôn, nó thổi khỏe lắm, máy chạy khỏe kinh khủng luôn. Đó. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy thổi hút bụi nhá. Máy thổi bụi công suất 1.000W này. Vòng tua 13.000 vòng trên vốt và sử dụng điện 220. Và em báo giá luôn. Con này thì hiện tại em đang có giá là 220.000 một chiếc nhá, và bao ship tận nhà luôn. Về các bác dùng để thổi bụi này, rồi là các bác thổi lá cây. Đấy, rồi là thổi này, rồi có cả chức năng hút luôn nhá. Đấy, nhưng chủ yếu là nó thổi thôi, chứ hút thì nó phần thôi. Đấy, chủ yếu là thổi thôi nhá. Lên mã em sẽ cái con máy thổi hút bụi này. Máy thổi hút bụi nhá. 220.000 một cây nhá. 220k một cây, và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship tận nhà, máy thổi hút bụi nhá, 220k bao ship.
Tiếp theo thì em lên nhanh cho bác mã hàng, đó là cái hộp ô tô đồ chơi này. Lên mã em xem cái hộp ô tô đồ chơi nhá. Hộp này thì em báo giá luôn. Tại vì em đang có giá là đi 100k một hộp đâu nhá, 100k một hộp. Lên mã em sẽ cái hộp ô tô đồ chơi cho trẻ em. Đấy, hộp ô tô đồ chơi nhá, cho trẻ em nhá. Giá sẽ là 100k một hộp nha. Một hộp này là sẽ là 30 xe. 30 xe ô tô đồ chơi các kiểu các loại luôn, rất là đẹp, nhìn rất là ok. Đấy, về các bác sử dụng mình cho các cháu này mình chơi này. Một hộp này là 30 xe nhá, đựng trong chiếc hộp như này. Và xe này của nó sẽ là xe khung nhôm và nó có cả cái phần đây này, cả phần cốt này. Đấy, có thấy không? Cốt chạy cực kỳ khỏe luôn nhá. Đấy, về để cho các cháu như mình chơi với nhau rất ok. 30 xe là cả nhà chơi với nhau luôn. Đấy, thân xe nó thân nhôm rất chắc chắn nhá. Đấy, một hộp là 30 xe và rất nhiều màu sắc và rất nhiều các loại xe khác nhau nhá. Đấy, rất nhiều màu sắc, rất nhiều các loại xe khác nhau. Giá thì bình dân hạt rẻ thôi, 100k một hộp nhá, 100k một hộp. Hộp ô tô đồ chơi cho trẻ em nhá. Một hộp là 30 xe, 100k một hộp nhá. Đó, tiếp theo thì em lên luôn đi bác. Đó là cái mã đèn hai đầu này. Đấy, con này thì bên em đang bán rất nhiều rồi. Giá thì cũng bao giá thị trường luôn. Lên mã em sẽ con sản phẩm là đèn hai đầu. Đèn hai đầu này thì đang có giá là đi 240.000 luôn nhá, 240k và bao ship cho bác tận nhà luôn. Bao ship tận nhà luôn, giá rất tốt. Đó, các bác cứ mua hóa đơn trên 200 là bao ship rồi mà. Con đèn này là bao ship là đương nhiên rồi. Đấy, con sản phẩm đèn cực kỳ chất lượng. Dòng đèn pin hai đầu của cảnh sát Nhật nhá. Đây, hàng Polykea Made in Japan. Con này chiếu sáng, tầm chiếu xa nó từ 800 cho đến 1.200m nhá. Chiếu kỳ xa luôn, cực kỳ sáng nhá. Đây con nhìn này, ánh sáng của nó trắng xóa luôn này, sáng dã man luôn. Các bác có thể lên xem video em test rất nhiều lần con này rồi, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy. Nó con này có hai chế độ sáng cả hai đầu luôn nhá. Phần đầu này được bọc cao su chống va đập chống vỡ nhá. Đấy, toàn bộ này dòng mắt LED siêu sáng, rất tiết kiệm điện luôn. Đấy. Đấy, các bác có thể bật cả bên hông này, rồi bật phát bên này luôn này. Đấy, sáng cả bên này luôn, sáng cả bên này. Rồi bật phát sáng cả bên này luôn. Đấy, rất ok nhá, sáng phát hai đầu luôn này. Đấy thì các bác cứ lên mã em sẽ là cái sản phẩm là đèn hai đầu nhá. 240.000. Có báo cả vạch pin luôn, khi mà các bác bật báo cả vạch pin để biết là pin nó còn nhiều hết. Đây là cái phần chân sạc này. Đấy, chân của nó chân nhỏ, chân sạc. Còn cái chân to là cái cổng USB để các bác sạc ra nhá. Ví dụ điện thoại hết pin thì mình có thể cắm ở đây. Đấy, để các bác lấy cái pin của cái đèn này các bác sạc cho điện thoại nhá. Đấy, như kiểu là một cái cục sạc dự phòng ấy. Có cả một cái lỗ ốc 3/4 để các bác có thể ví dụ về bắt vào những cái con chân ốc 3/4 rất ok. Đấy, hàng Made in Japan, rất xịn sò. Lên mã em sẽ là đèn hai đầu nhá, cực kỳ sáng. Có các chế độ sáng là chiếu xa này, rồi là ánh sáng rộng này. Đấy, rồi ánh sáng rộng nữa này. Rồi là có cả nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy loạn luôn, rất hay. 240.000 nhá, 240.000 thôi. Vào việc luôn, giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Đấy, đi kèm có cả một cái giọng cộng dây cáp sạc nhá. Thì cái con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, các bác cắm vô. Đấy, để các bác sạc cho cái đèn này là xài thôi. 240k nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là đèn hai đầu, 240.000 một cây, bao ship tận nhà. Đèn siêu sáng luôn nhá, không sáng không lấy tiền bác luôn, cực kỳ sáng luôn đấy. Và tiếp theo thì em về tiếp tục cho bác mã hàng, đó là cái nồi bí ngô. Đấy, để về các bác Tết nhất mình sử dụng này. Con nồi này thì cực kỳ to. Nồi này dung tích của nó là 8 lít nhá. Đấy, đường kính của nó là 28 cm. Và sản phẩm này thì có thể được nấu được các loại bếp này, như bếp từ này, bếp điện, bếp hồng ngoại, bếp ga, nấu được tất cả các loại bếp luôn. Nồi này thì lên mã cho em sẽ là sản phẩm là nồi bí ngô nhá, nồi bí ngô. Đó thì hôm nay em sẽ xả cái máy luôn nhá. Lên mã thì em sẽ cái nồi bí ngô, nồi này là nồi to, nồi 8 lít luôn nhá. Về các bác luộc gà, luộc vịt đây cũng ok này. Đấy, rồi những nấu những cái món mà đông người, đấy, nhà đông ngồi. Nồi bí ngô nhá. Bữa trước đang bán cái nồi này là 200, giảm luôn đấy bác, giá chỉ còn có là đi 140.000. 140.000 một con nồi này, quá hạt rẻ luôn. Đấy, về các bác sử dụng gia đình rất ok. Đây. Đấy bác coi một cái nhá. Nồi rất đẹp luôn, nó là hình bí ngô như trên hình các bác đang coi nhá. Đấy. Sản phẩm này có sử dụng được bếp từ nhá. Đấy, nhiều bác hỏi là có dùng bếp từ không, thì nồi dùng bếp từ ngon lành. Hầu như bây giờ các loại nồi bây giờ nó đều dùng bếp từ hết các bạn. Bên trong thì sẽ có những cái phụ kiện để về các bác lắp đặt này. Đấy, có phần quai nắp vung này, rồi là cái phần quai tay cầm. Thì về các bác cái này các bác tự lắp đặt vào nhé. Thì các bác cứ nhìn ở trên cái hình này, các bác lắp vào là xong mà, nó dễ lắp không mà. Đấy. Còn đây, cái này là cái giấy thông tin sản phẩm thôi. Đó. Nồi rất là dày, bên trong nó có tráng một lớp chống dính nhá. Đấy, tráng đá một lớp chống dính này, nếu có dùng yên tâm không lo nó bị dính riếc đâu, tráng chống dính ngon hay rồi. Đấy, phần dưới này. Đó, ok luôn nhá, chất lượng luôn. Đây. Hàng này của nó thì sẽ là hàng nắp vung kính luôn. Đấy, nắp vung kính trong suốt, cường lực luôn, cực kỳ dày chắc chắn nhá, cực kỳ dày chắc chắn luôn. Đấy, nắp vung kính thì khi mà các bác sử dụng nấu đồ ăn dễ theo dõi nhá. Đấy, nắp này nó có cả cái giò này rất là kín luôn, các bác đậy rất là kín.
cái hay của cái sản phẩm này là cái phần vung ấy nó sẽ lồi lên. Đấy, cái phần vung nó sẽ lồi lên để khi mà ví dụ mình có luộc những con gà con vịt ra đấy là các bác diện tích nó thoải mái nhá, nó không bị cấn quá. Đấy, ví dụ các bác luộc một con gà con vịt to to đây là thoải mái luôn, vì cái nồi của nó nồi 8 lít cơ mà, chứ không phải là nồi bé đâu. Đây này, nồi 8 lít, đường kính nồi là 28 cm nhá, giá đang xả kho là 140.000 một chiếc nhá. Lên mã giúp em sẽ là nồi bí ngô, giảm giá xả kho sập sàn luôn với cái mã này luôn. Đấy, các bác tranh thủ chốt nhanh luôn nhá, về mình sắm Tết mình mua về. Đấy, luộc gà luộc vịt rồi những cái đồ to to đây rất ok, và có thể sử dụng bếp từ các bác nhá. Đấy, dùng bếp từ cho em ok luôn, 140k vào việc luôn, nồi bí ngô các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng rất là hay. Đấy, để về các bác sử dụng tập thể dục này. Đấy, xoay eo xiếc này. Đấy, Tết đến nơi rồi, mình cầm cái form dáng vóc dáng thật là đẹp tuyệt vời này. Đấy, eo yếc là thon gọn này. Đấy, đặc biệt là chị em phụ nữ nhá, mặc áo dài eo yếc đi chơi Tết mà bụng hơi phệ cũng hơi xấu. Đấy, mình mua cái này về, các bác cho lên các bác xoay cho em, eo yếc đẹp ngon này như người bác ơi luôn, cực kỳ là dễ dùng mà giá rất là bình dân thôi, vừa tốt cho sức khỏe mà eo thon dáng đẹp nữa nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái xoay eo. Đấy, xoay eo nhá, cái này thì em báo giá luôn 40.000 một chiếc thôi nhá, 40k một chiếc xoay eo nha. Đấy, 40k một chiếc nhá. Đấy, các bác nào muốn một cái vóc dáng thật đẹp thì mua cho em cái con này về, rất hay luôn. Đấy, ở đây thì nó có những cái phần gai nó lên này. Đấy, các bác vừa lên đây các bác xoay này, vừa xoay này, và các bác vừa massage được cái lòng bàn chân. Đấy, lòng bàn chân thì đặc biệt là rất nhiều dây thần kinh. Đấy, thì các bác lên đứng lên đây các bác xoay thì vừa xoay được eo, vừa massage được cái khu vực bàn chân nhá. Đấy, để nó kích thích cái dây thần kinh. Đấy, giúp lưu thông khí huyết này. Đấy, đả thông kinh mạch này. Đấy, rồi là nói chung là rất là tốt cho sức khỏe luôn, rất ok. Đấy, các bác chỉ việc đứng đây các bác xoay thôi, rất ok luôn nhá. 40k một chiếc nhá, 40k một chiếc đây, để em gọi người mẫu nhà em quay cho bác coi. Đây này, khi mà người mẫu nhà em quay này. Đấy, thì các bác cứ đứng đây các bác quay thôi. Đấy, cứ quay này. Đấy, thì eo ót là thon gọn ngon lành ngay, rồi là vừa quay vừa massage chân nhá, rất ngon lành luôn. Đó, tiện dụng mà nó rất là dễ sử dụng đó. Đó, đi lên mã cho em sẽ là sản phẩm là xoay eo nhá, 40k cho một chiếc xoay eo này, 40k một chiếc, là việc chốt nhanh luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy sấy giày này. Đấy, đợt này bắt đầu đang vào mùa ẩm này. Đấy, đặc biệt là miền Bắc mùa ẩm này. Đấy, mùa mưa xảy ra liên tục. Đấy, tình trạng là giày giếc các bác là rất hay bị ẩm ướt. Đó, rồi là ví dụ ngày Tết gần nhất đến nơi rồi, giày giếc không khô được thì các bác mua ngay cho em con máy sấy giày này về, rất tiện dụng luôn. Đó, các bác về chỉ việc cắm vào, xỏ giày vào là các bác sử dụng thôi, rất hay. Đây, thì về các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 này. Đấy, sau đó các bác mở trên cái phần khung lên. Đấy, cắm trực tiếp cho em giày hoặc là tất về được nhá. Đấy, các bác có thể sấy giày hoặc là các bác sấy tất đều được nhá. Cắm vào đấy. Sau đó là các bác bật cái đồng hồ đây, nó có phần hẹn giờ này. Đấy, hiện tại thì đang là 30 này, 60, 90, 120. Đấy, các bác ví dụ các bác để 90 thì các bác xoáy em về 90 này. Đấy, hoặc về 120. Ví dụ giày nó ướt thì các bác để về 120. Và khi mà nó sấy thì sẽ tự động nó chạy cái đồng hồ này, và khi mà hết thời gian thì sẽ tự động là nó nảy về các bác nhá, tự động là máy nó sẽ ngắt nhá, rất hay. Đấy, con này thì nói chung là dùng khá là hay và cũng cực kỳ là hữu ích luôn. Đó, các bác giặt giày là các bác chỉ việc để trong vòng tầm 120 phút thôi là giày khô cong luôn. Đấy, khô kính cong luôn và rất là thơm, nó có cả công nghệ diệt khuẩn khử mùi nữa nên là dùng rất là tốt nhá. Đấy, mà giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy sấy giày nhá, máy sấy giày giá của nó thì bữa trước đang bán là 250.000, nhưng em về đây bác mức giá rất tốt luôn, 180.000 một chiếc nhá, 180k một chiếc máy sấy giày này, 180.000 một chiếc, rất hay. Đấy, 180k, hàng hãng cực kỳ chất lượng luôn. Đó, rất dễ sử dụng nhá, cắm trực tiếp nguồn 220, xét cho em thời gian. Đấy, để trong vòng 30 phút thì các bác nhìn ở đây. Đấy, quay cho em đến cái đấy là các bác cứ để đấy, tự động là nó sẽ chạy hết thời gian, là tự động là nó sẽ ngắt, có thế thôi, rất hay luôn. Đấy, và lúc nào dùng xong thì các bác lại gập vào rất gọn gàng. Đấy, để rất gọn gàng, ok luôn. Mình có thể là sấy giày sấy tất cho em ok luôn nhá, 180.000 xả kho bán anh luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là máy sấy giày nhá, 180k. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, dùng rất ok luôn. Đây, các bác cùng coi này. Này, làm sao bạn đi được đây? Tôi sẽ sử dụng máy sấy giày bằng hơi nóng. Những đôi giày vừa được ngâm nước cũng có thể được làm khô nhanh chóng. Sử dụng khí nóng với nhiệt độ cao, giày sẽ khô nhanh và đảm bảo giày ẩm ướt dễ bị bốc mùi và ẩm mốc. Hãy đặt giày lên máy sấy. Bạn có thể hẹn giờ cho máy tự tắt. Sản phẩm có thể gấp gọn. Vậy bạn đã có sản phẩm chưa? Giày ướt như này làm sao bạn đi được đây? Rất ok. Các bác chỉ việc là
máy sấy giày, giày. Sau đó là các bác bật máy và các bác thỏ giày lên cái hai cái lỗ ấy, hai cái đường ống nó chổng lên đấy, các bác cắm vào đây, các bác nhìn này, nhìn trên video nó cắm lên này, đấy là cứ thế là các bác cắm vào là các bác xài thôi, rất hay, dễ sử dụng, chỉ việc là hẹn giờ và cứ để là tự động nó sẽ ngắt nhá, đó, rất hay luôn. Lên mã em sẽ là máy sấy giày nhá, đang xả kho bán anh bác luôn, 180.000 cho một cái con máy sấy giày nha. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho cái mã hàng luôn, đó là cái cây đèn nấm nhá, đèn nấm đèn ngủ đây, lên mã em sẽ cái cây đèn nấm hoặc đèn ngủ đây được, đấy đèn nấm đèn ngủ đây được nhá, đèn ngủ nấm coi nhá, đèn ngủ nấm em báo giá luôn, bữa trước đang bán là bác là 40.000, hôm nay em về bác giá rất tốt luôn, bán giá lại tình cảm thôi, 15k cho một cái cây đèn nấm nha, 15k một cây, dùng rất là hay. Đây nó là dạng đèn ngấm đủ nhá, nó có cái chức năng cảm biến là tự động là ban ngày nó sẽ tắt đi và ban đêm tự động nó sẽ bật lên, để về các bác cắm vào phòng ngủ các thứ này đấy. Ok luôn. Đấy, tự động là đây nó có mắt cảm biến này, tự động ban ngày là nó sẽ tắt đi và đúng rồi, ban ngày tắt đi và ban đêm là tự động nó sẽ bật lên nhá, dùng rất hay luôn. Giá thanh lý xả kho đấy bác luôn. 15k một cây nhá, 15k một cái cây đèn ngủ nấm nhá, 15k một cây. Đây nhá, đấy khi mà về các bác dùng thì nếu mà các bác muốn test thì các bác để tay đây. Đấy, để tay các bác bịt kín cái phần mắt cảm biến ở bên này này. Đấy là tự động nó sẽ sáng lên, các bác bỏ tay ra cái nó sẽ tắt đi nhá. Đấy đây, rất ok luôn. Đấy, nó cảm biến rất hay nhá. Đấy nó là cái nó có cái chức năng cảm biến rất ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng cắm làm đèn ngủ thứ ok luôn nhá, 15k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, túi giấy lau giày dành cho các bác chuyên đi lau giày này, hoặc các bác đi chơi đi du lịch mình để một cái túi này trong túi sách các thứ ba lô này. Đấy, ví dụ như giày có bẩn cái là mình lôi ra mình xài luôn. Đấy, con này thì các bác chỉ việc bóc vào đây rồi. Đấy, bóc vào cái lớp này ra, sau đó các bác rút ra, các bác sử dụng, các bác lau thôi, rất là sạch luôn. Đây, đấy, lau rất sạch. Đấy, các bác bóc vào ra thì bên trong thì nó sẽ có một cái này là có 30 tờ này. Đấy, 30 tờ khá là to luôn. Đấy, các bác chỉ việc lấy ra sau đó là các bác lau thôi. Đấy, mùi rất là thơm nhá, mùi cực kỳ thơm luôn. Và bên trong này thì nó đã tẩm những cái chất gọi là vừa làm bóng này, cũng như là vừa tẩy sạch tẩy rửa này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, vừa làm bóng vừa tẩy sạch tẩy rửa hết rồi. Các bác chỉ việc dùng cái giấy này các bác lau qua lượt cho em cái rất là sạch luôn. Đấy, thì các bác cứ lên mã em sẽ là cái phẩm là cái túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày nhá, túi khăn lau giày. Đấy, bên em đang bán lẻ một bịch khăn lau giày nha, với giá là đi 20k bịch nhá, 20k bịch. Còn nếu mà khi mà các bác lấy theo combo 3 bịch thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, khi mà các bác lấy 3 bịch thì bên em sẽ để bác giá sẽ là đi 3 bịch khăn lau giày này, với giá sẽ là 50.000 nhá. 3 bịch khăn lau giày. Đấy, 3 bịch khăn lau giày thì sẽ có giá là 50k thôi nhá. Còn nếu các bác lấy lẻ một bịch, đấy, một bịch thì sẽ có giá là 20k, rất là sạch luôn, lau cực kỳ ok. Đấy, cho các loại giày sneaker nữa, giày vải, giày da thứ lau hết luôn. Mà rất là tiện, mình mang đi mang lại cũng ok. Đấy, nó nhỏ gọn tiện lợi dễ sử dụng nhá. 20k một gói thôi, giá là rẻ giật mình luôn. Lấy 3 gói là 50.000. Các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, túi khăn lau giày nhá, lau cực kỳ sạch luôn, dễ dàng vệ sinh, rất tiện dụng luôn. Đấy, làm được với mọi loại vết bẩn nhá. Đấy, rất là sạch sẽ, phù hợp với mọi loại da. Đấy, sản phẩm này thì thực tế em đang bán đây 20k một túi nhá. Các bác lấy 3 túi thì sẽ là 50.000. Lên mã em sẽ là cái túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ sạc AQUI. Đấy, hiện tại bên em nó có hai mã là bộ sạc 24V và bộ sạc 12V nhá. Toàn bộ hàng này thì của hãng Foxua. Đấy, một trong những thương hiệu chuyên về những cái bộ sạc AQUI này rất là nổi tiếng rồi. Và hàng này thì bên em bán rất là nhiều. Và hàng bên em thì nó luôn là hãng này thì nó có bảo hành luôn nhá, nên có yên tâm. Đấy, dùng hàng này có bảo hành luôn. Đấy, dùng thì cực kỳ ok và rất là chất lượng luôn. Và dòng này thì nó là dòng sạc đời mới nhá, dòng sạc điện tử ạ. Đấy, dòng sạc điện tử và cực kỳ nhiều những cái chế độ rất là hay trong một cái bộ sạc nha. Đấy, hàng này thì em nói luôn nó đến tại thị trường của China cũng nhá, của Trung Quốc cũng nhá. Đấy, nói luôn, nhưng mà Trung Quốc như xuất đi rất nhiều nước này, ví dụ như là Anh này, rồi là có Pháp này, toàn là thị trường khó tính, như Tây Ban Nha này. Đấy, Đức này, Germany này. Đấy, nó các bác nhìn, chỉ cần nhìn cái quyển sách thì rất là các bác biết đi nó xuất đi những cái nước nào. Vì đây Russia này, vì nó Italia này, vì nó đề ấy mà, nó đề những cái ngôn ngữ của những cái nước nó xuất sang để làm hướng dẫn mà. Đấy, bộ này là bộ 12V này, thì đây đấy, bộ 12V này nó sẽ gồm có là một nguồn vào nhá, có quạt tản nhiệt đầy đủ với bác luôn. Đấy, có quạt tản nhiệt luôn nhá, nguồn là nguồn 220 nhá, và nguồn ra của nó đây, nguồn ra thì sẽ là nguồn 12V. Và cái con sạc 12V này thì cái ampere của nó sử dụng là từ 4A cho đến 100A nhá. Nói chung là những cái dạng bình ô tô, bình xe máy dạng nhỏ vừa là ok. Đấy, các bác sạc là ok. Nói chung là các bác về các bác cứ nhìn cho em là cái bình mình nó sử dụng điện áp từ bao nhiêu này. Nếu mà trong sử dụng phạm vi là từ 4A này cho đến 100A là cái sản phẩm này là nó sẽ sạc được nhá. Cái này sạc được này. Đấy. Còn nếu mà lớn hơn thì các bác có thể tham khảo cho em con 24V này. Đấy. Còn cái con này là con
12V nhá. Đây em mở luôn cho bác cái con 24V này. 24V thì nhìn nó cái thân của nó sẽ to hơn con 12V chút này. Đấy nhìn nó sẽ to hơn. Đó, đây. Con này con 24V nhá. Con này từ 8A nhá cho đến 150A. Đấy, 8A 150A. Đó, đây. Thông số kỹ thuật đầy đủ đây các bác nhá. Đấy. À, hàng của Foxua nên nói chung là dùng cực kỳ chất lượng luôn. Đấy. Sẽ gồm có là một nguồn vào và hai đường ra. Hai đường ra thì nó sẽ có là phân biệt âm dương để các bác biết là các bác kẹp luôn. Nhưng mà cứ yên tâm đi. Còn là những cái dòng này nó là dòng đời mới thì các bác cứ kẹp cho em thoải mái. Kẹp nhầm cực thì nó sẽ báo lỗi nhá và máy nó sẽ không chạy. Và khi nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó mới chạy nhá. Và hai cái sản phẩm này là toàn bộ đều có màn hình hiển thị LCD trên này, nó sẽ báo về nhiệt độ bình này, rồi là phần trăm pin là đầy hay chưa để biết lối này. Đấy, cũng như là các bác sạc điện áp nó đang vào là bao nhiêu. Đấy, rồi sản phẩm này thì toàn bộ thì sẽ được sạc là tự ngắt khi đầy nhá. Hai con này đều tự ngắt khi đầy, nghĩa là bình của bác đầy thì nó sẽ tự động nó sẽ ngắt các bác nhá, tự động là nó sẽ ngắt luôn, nó sẽ không sạc nữa, để tránh tình trạng là bình của các bác sạc lâu quá nó bị chai thì nó tự động nó sẽ ngắt hết luôn. Đấy, ngắt toàn bộ nguồn luôn, không nó không cấp nguồn nữa, nó sẽ không sạc được các bác nhá, không sạc luôn. Và thứ hai là nó có chức năng là chống ngược cực này. Đấy, khi mà các bác kẹp ngược cực thì nó chỉ báo lỗi thôi các bác nhá, nó báo lỗi lúc nào mà các bác kẹp đúng cực thì bắt đầu là máy nó lại hoạt động trở lại, còn nếu mà các bác kẹp ngược cực là tự động máy sẽ báo lỗi và nó sẽ dừng không hoạt động luôn. Rất thông minh luôn nhá. Chế độ thứ ba là chế độ khử sulfat phui khôi phục bình. Đấy, thì khi mà các bác dùng cái sản phẩm này thì theo nhà xuất công bố thì nó sẽ tự động khử sulfat cũng như là khôi phục lại bình các bác nhá. Đấy, ví dụ như bình các bác dùng lâu thì nó sẽ tự động nó khôi phục lại cũng như là nó khử sulfat để nó tăng tuổi thọ của bình nhá. Nói chung là toàn những cái sản phẩm, toàn những cái ưu điểm của nó thôi. Đấy, ưu điểm thôi. Nói chung là nó khắc phục từ những cái sản phẩm đời cũ, nó cho ra những cái dòng sản phẩm sạc điện tử, sạc điện tử nhà rất là hay luôn. Đấy, thì em báo giá luôn nhá. Lên mã thì em sẽ cái con sản phẩm là cái con sạc 12V và con sạc 24V. Đấy, con sạc 12V hiện tại em đang có giá là đi 12V thì hiện tại đang có giá là đi 190.000 nhá, 190.000. 190k này. 190k thì các bác cứ lên mã em sẽ là cái bộ sạc 12V của Foxua. Đấy, điện áp từ 4W cho đến 100W thì là 190.000. Còn cái con này thì hiện tại em đang giảm giá này. Con này bữa trước đang bán là 350.000. Hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có 280.000 thôi. 280.000 nhá, 280.000 cho một con sạc 24V này. Đấy, con sạc 24V thì là 280, còn cái con sạc 12V thì là 190 nhá. Đấy, nó chênh nhau 100.000. Cái này thì các bác sạc cho những dạng bình to hơn. Đấy, ví dụ như là bình ô tô, những cái bình to, bình 24V thì các bác dùng cái con này. Còn nếu là sạc dạng xe máy thì miếc nhỏ nhỏ thôi thì các bác sạc cho em cái con 12V này được này. Đấy, ok luôn nhá. Đấy. Hàng hãng, hàng của Foxua nên là có thể dùng yên tâm. Đấy, có lỗi lầm các thứ gì các bác cứ liên hệ bên em sẽ đổi trả bảo hành cho bác nhá. Nên rất ok. Đấy, nói chung cực kỳ xịn luôn. Toàn những cái sản phẩm chức năng ưu việt thôi. Đấy. Tự ngắt này, rồi là chống ngược cực này, khử sulfat khôi phục bình, toàn những chức năng ưu điểm nhá, dùng rất thích luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái mỏ hàn tự động này. Lên bác xem cái mỏ hàn tự động, cái con này mỏ hàn này tự động nó sẽ ra thiết nhá, dùng rất hay luôn. Con này công suất của nó sẽ là 150W này. Đấy, dòng mỏ hàn của Nhật nhá, made in Japan, cực kỳ xịn chất lượng luôn. Sử dụng nguồn 220 nhá, hàng Nhật xuất nên sử dụng nguồn 220. Đây. Đấy. Made in Japan rất ok, sử dụng nguồn 220 và cái công suất của nó sẽ là 150W nhá. Đấy thì bác nào mà hay hàn hay run tay ấy, để bác mua ngay cho em cái con sản phẩm về. Cái con này là các bác không cần phải cầm thiếc, mỗi lần các bác cầm cái gì dí thiếc là các bác hay bị tay run ấy, là hay bị bong mũi hàn. Đấy, bác mua cho em con này về thì khi mà mua về thì các bác cho cái thiếc này vào này, đây này. Đấy, ví dụ em lấy một cái cuộn thiếc làm mẫu cho bác này. Đấy thì bác kéo vuốt cho em cái dây thiếc cho nó thẳng đi. Đấy, sau đó là các bác cho vào cái lỗ này. Đấy thì một tay đồng thời là các bác tay và tay ấn vào đây, các ấn vào đây nhá, và bắt đầu một tay đồng thời các bác xỏ cho em cái dây thiếc vào đây. Đấy, đồng thời xỏ cái dây thiếc vào đây. Đấy thì thiếc nó sẽ ra đầu này nhá, khi mà xỏ xong thì thiếc sẽ ra đầu này. Và khi mà các bác hàn lên đâu thì các bác sẽ bấm cho em lên đấy nhá. Đấy, hàn lên đâu mà thiếc nó hết lên đâu thì các bác sẽ bấm cái công tắc này. Đấy thì thiếc nó sẽ nhà ra từ từ. Đấy thì các bác sẽ cứ đến đâu là các bác mình sẽ hàn đấy. Đấy thì thiếc nó tự chủ động là nó sẽ ra lỗ này luôn, rất ok. Đấy, các bác không cần phải cầm thiếc, nhưng mà khi mà con này nó thiết kế là nó đã thiếc nó sẽ đùn ra từ đây rồi. Đấy thì các bác cứ thế đấy, các bác ấy nó sẽ đùn ra thôi. Đấy và nó có công tắc nguồn đấy nhá, công tắc nguồn thì lúc nào dùng nó các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi, có thế thôi, rất ok. Đấy, đây là phần dây nguồn này. Đấy, nguồn 220 cắm trực tiếp nguồn 220 là xa thôi. Đấy, công suất 150W là các bác dùng khá là khỏe luôn ấy, khỏe cực kỳ luôn đấy, nóng rất là nhanh và rất ok luôn.
hàng Made in Japan nhá. Lên mã em sẽ cảm phẩm là cái cây mỏ hàn thiếc, mỏ hàn tự động nhá. Cái lên mã em sẽ là cái mỏ hàn thiếc tự động. Đấy, mỏ hàn thiếc tự động. Bên em đang bán một cây mỏ hàn thiếc tự động này với giá là đi 130.000 nhá, 130.000 mỏ hàn tự động này. Mỏ hàn tự động 130k một cây nhá, 130.000 một cây mỏ hàn tự động của Nhật rất xịn nha. Đấy, về các bác chỉ việc luồn thiếc và sau đó cũng bấm là thiếc ra đi. Trên quay còn lại thì cái phần này các bác cắm nguồn 220 bật công tắc lên là xài thôi. Đấy, nóng rất là nhanh. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây cà lê vận ống này. Lên bác sẽ cái cây cà lê vận ống nhá. Cái cây này về các bác dùng để vận ống nước thứ rất ok. Đấy. Những cái ống nước ở nó ở trong gầm ấy nhá, trong gầm ấy nó rất là khó lách được những cái con cà lê bình thường mà thì các bác mua ngay cho em mấy con này về. Đây này. Đấy, nó có những cái khuôn hình con ốc này. 21 27 thứ là các bác vận ok. Đấy. Và nó có chỉnh các cỡ thứ này ở đây là ok luôn. Đấy, về các bác luồn vào cái phần chậu rửa bát thứ là những cái chỗ mà ngóc ngách các bác không thể vặn được thì bác cho ngay cái con này vào các bác vặn này. Đấy, nó gồm rất nhiều những cái mẫu kiểu là khuôn khác nhau để nó khớp với lại cái chậu, những cái con ốc ở ví dụ như là chậu rửa bát, bồn rửa mặt các thứ, là những cái chỗ ở gầm các bác khó tiếp cận thì các bác dùng cho em con này. Đây, nó có cả cái ly vô này, đấy, ly vô đánh thăng bằng này. Ok luôn, về các bác dùng dao này rất hay. Đấy, cà lê vận ống nhá, lên mã em sẽ cái cà lê vận ống. Bên em đang gửi bác một cái bộ cà lê vận ống nha, với giá sẽ là đi 100.000 một cái nhá, 100k một cái cây cà lê vận ống nha. Đấy, một bộ của nó là 100k. Đấy, hàng bãi dùng cực kỳ xịn luôn, 100k nhá, 100k. Lên mã em sẽ cái cây cà lê vận ống nhá, 100k cây cà lê và ống màu đỏ đỏ đấy. Các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này, dùng rất hay luôn. Cái quân dừa nhà bạn đang bị hỏng mà đồ nghề trong nhà lại chẳng có cái lò vừa thì có lẽ đây là một dụng cụ mà bạn đang cần, một chiếc cờ lê đa năng vặn dây nước. Nó được sinh ra để vặn các con ốc khó tiếp cận như dưới bồn rửa, các con ốc trong nhà vệ sinh, nhà tắm mà không lo bị xoắn đứt dây. Bác nói hàng đó là cái lọ tinh dầu khách sạn này, lên mã áp sẵn cái lọ tinh dầu khách sạn nhá. Hàng của khách sạn Thanh Lý nhá, hotel series này. Đấy, rất thơm luôn, cực kỳ thơm nhá. Về đấy bác mình để trong phòng trong nhà đấy, tạo mùi thơm hương thơm cũng như là đề co nhìn rất là đẹp luôn. Đây, hàng nguyên hộp nha. Đấy, thì sẽ gồm có là một cái lọ tinh dầu này. Đấy, đi kèm là những cái que, những cái que để các bác trang trí đề co lên nhìn rất là đẹp. Đây nha, đây những cái que này và một lọ tinh dầu rất là nhiều luôn đó, màu đen luôn nhá, màu đen. Đây, hotel series này, cái này thì chắc là nhiều bác đi khách sạn nhà hàng các bác hay nhìn thấy cái lọ nước hoa nhà rất là thơm luôn. Đấy, và một cái dây đeo để thì về các bác đeo cái dây này vào này, sau đó các bác cắm những cái que này vào và những cái que này nó ngấm dần tinh dầu lên thì nó sẽ tự động nó bay lên nhá, nó bay mùi tinh dầu lên rất là thơm đó. À, đây thì khi mà các bác cắm vào nhìn nó sẽ như này nhá. Đấy, nó sẽ có những cái que nó chồng lên nhìn nó vừa đẹp quá nhá, vừa đẹp cũng như là trang trí mà tạo được mùi thơm. Đấy, mùi thơm nó bay ra từ từ thăng thẳng rất là thơm luôn, mùi thơm thăng thẳng nhẹ nhàng nhá. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra mùi thơm thoải mái nhá. Giá bên em đang bán bình dân thôi, 20k nhá, 20k cho mỗi hộp tinh dầu khách sạn nha. Đấy, tinh dầu khách sạn lên mã cho em giúp em sẽ là sản phẩm là tinh dầu đen cũng được. Đấy, tinh dầu đen hoặc tinh dầu khách sạn là được. Tinh dầu khách sạn này đang gửi bác là 20k nhá, 20k một cái lọ tinh dầu khách sạn nhá, 20k một lọ. Đấy, tinh dầu khách sạn hoặc là tinh dầu đen, hàng Thanh Lý khách sạn nhá, hotel series, hàng mới keng, vẫn còn nguyên đai nguyên quyển nguyên hộp luôn. Đấy, rất ok nhá, mùi rất là thơm. Đấy, mình về mình để thơm phòng thơm nhà, các bác cần chỗ nào thơm thì các bác để cái lọ này vào xem, rất là thơm luôn đó. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái quyển sách nói song ngữ cho trẻ em này. Đấy, các bác mua cái quyển sách này về rất là hay. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho trẻ em nhá, một cái quyển cực kỳ là thông minh và rất là hữu ích luôn, các bác mua về cho cháu mình học tập này. Đấy, cái này thì bảng nhận phát triển trí tuệ con trẻ là trợ thủ tuyệt vời cho con này. Đấy, minh họa sinh động này, hứng thú này. Đấy, sản phẩm từ kinh nghiệm giảng dạy nhiều năm nhá, hướng dẫn tuyệt vời giúp bạn nhập môn nhanh chóng này. Muốn học ở đâu thì bấm vô đó. Đấy. Bảng nhận biết chữ cái song ngữ này, kiến thức toán học này, từ ngữ thông dụng thực phẩm này, nhận biết màu sắc và hình học này, thế giới động vật và phương tiện giao thông. Qua việc bấm nút ở mỗi trang có thể thưởng thức nội dung của bất kỳ trang đó với chủ đề phong phú bằng chữ cái và hình dạng màu sắc thế giới động vật, hoa củ quả phương tiện giao thông, nhu yếu phẩm, nhân vật, tất cả đều có chủ đề song ngữ. Đấy, cả tiếng Anh và cả tiếng Việt nhá, rất ok, giúp bé học ngoại ngữ một cách tốt nhất này. Đấy, qua việc bấm chọn nút ngôn ngữ có thể biết hàm nghĩa trong hai loại ngôn ngữ của hơn 300 nội dung. Đó, cái này thì nói chung là một cái quyển sách vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh các nhá, và gồm rất nhiều nội dung xoay quanh đời sống, cuộc sống của chúng ta nhá. Đấy, dành cho các bé mình. Đấy, sản phẩm thì đây. Về đây các bác
sử dụng thì các bác mở cái phần nắp này ra này. Đấy, các bác mua cho em 3 viên pin nhá. Hàng này thì bên em bán nó không có kèm pin đâu. Về thì các bác tự mua pin các bác lắp vô. Đấy thì khi mà các bác mua về thì các bác lắp cho em 3 viên pin vô đây. Đấy, lắp 3 viên vô đây. Sau đó là các bác mở sách ra, có nhá, mở sách ra. Đấy thì nó sẽ gồm có rất nhiều nội dung khác nhau này. Đấy, từ phiên âm tiếng Việt này, rồi là có phiên âm tiếng Anh các thứ này. Đầy đủ bác luôn. Đấy, nhu yếu phẩm này, rồi là trái cây này. Đấy, nhân vật này, toàn bộ là đều được minh họa bằng hình ảnh cũng như là âm thanh rất là chân thực nhau nhá, rất là chân thực luôn. Đấy, để các bé nhà mình sử dụng để học tập này. Đấy, rồi là tránh xa điện thoại, tivi thứ ra. Đấy, các cháu mình tập trung học tập nhá. Đấy, đi về các bác sử dụng thì cũng bấm cái nút nguồn này. Đấy, bấm nút nguồn. Đấy. Đấy thì về đầu tiên bắt đầu là các bác nhìn thấy nó sẽ có hai nút nguồn nhá. Có nút nguồn màu xanh thì sẽ là cái nút nguồn để mở nguồn sách này. Các bấm nút nguồn màu xanh là đầu tiên khi mà các bác mở sách ra thì sẽ bấm cho em vào cái nút nguồn màu xanh. Bé ơi, chào bé, hãy thử nhấn nhé. Đấy thì nó sẽ có một cái loa phát âm thanh, và tiếp theo thì là một cái nút nguồn bên cạnh, đó là cái nút của từng trang một nhá. Đấy, ví dụ như là các bác muốn sử dụng cái trang này thì các bác bấm vào đây cho em. Đấy thì bắt đầu là các bác sẽ sử dụng được cái trang này nhá. Ví dụ như E này. E quả me. Đó rồi. I con chim. Đó, thấy không? Nó sẽ có các bác bấm vào cái nội dung nào thì nó sẽ nói lên cái nội dung đấy nhá, cũng như là có hình ảnh minh họa thực tế đầy đủ luôn. Đấy, và ví dụ sang trang tiếp theo nhá. Thì các bác muốn sử dụng cái trang tiếp theo thì các bác ấn vào cái nút màu cam cho em này. Đấy thì bắt đầu là các bác mới sử dụng được trang tiếp theo. Còn ví dụ như là các bác muốn sang một trang tiếp theo nữa. Quạt điện. Sang một trang tiếp theo nữa thì các bác lại phải bấm nút màu cam này. Đó. Đấy, tức là các bác cứ sang một trang mà các bác muốn chuyển nội dung mà sang một trang mới thì các bác phải bấm nút màu cam cho em. Đấy, còn mặc định cái nút màu xanh thì nút nguồn của cái quyển sách màu thì các bác bấm một lần cho em là ok. Đấy, và nó sẽ gồm có đầy đủ. Khi mà các bác bấm vào nội dung nào thì nó sẽ tự động là ra nội dung đấy các bác nhá. Đấy, cái này em chưa bật cái trang này thì bây giờ các bác phải bật tên. Đây. Họa sĩ. Đó. Giáo viên. Đó, đây. Nhà khoa học. Bác sĩ. Đó, đây không? Rất ok nhá, đầy đủ luôn. Để về các cháu nhà mình học tập thì cứ về các bác sử dụng một vài lần là các bác quen thôi. Giá rất là bình dân, hạt rẻ. Lên mã cho em sẽ là quyển sách nói nhá. Đấy, quyển sách nói song ngữ dành cho các bé nhà mình. Giá thì em báo giá luôn. Giá tại em đang bán sẽ là 110k nhá, 110k. Đấy, sách nói song ngữ nhá. 110k cho một cái quyển sách nói song ngữ này, chỉ có 110.000 thôi. Đấy, đi về các bác mua cho em 3 viên pin ấy. Các bác lắp vào mặt đằng sau. Đấy, sau đó các bác dở ra và các bác bấm nút đúng như em hướng dẫn em vừa quay nhá. Đấy là các bác cho các cháu nhà mình học. Đấy, rất ok luôn. Đấy. Đầy đủ hình màu sắc này, hình ảnh này. Đấy, rồi là âm thanh rất là chân thực luôn, để về các cháu nhà mình học tập sử dụng rất là sáng tạo nhá. Đấy, tiếp thu kiến thức một cách rất là tốt, tránh xa điện thoại, tivi. Nói chung là một cái sản phẩm rất là bổ ích cho các bé nhà mình nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn các bác. Mã hàng đó là cái con máy xay mini này. Đấy, máy xay rớt các bác mua về. Đấy, chuẩn bị mình Tết nhất này đến nơi rồi. Đấy, các bác mua cái con này về rất là hay luôn. Các bác dùng để xay tỏi, xay ớt, xay hành. Đấy, xay gia vị, gia giảm cho mình. Xay rau củ quả ok luôn nhá. Con này cực kỳ sắc bén và xay rất là hay. Cái sản phẩm này là cái con máy xay nó chạy bằng pin các bác. Nó không cần dây dọ gì hàng nhằng. Đấy, và các bác khi mà hết pin thì các bác phải cắm sạc hoặc là các bác xài thôi. Đấy, cái hay của sản phẩm này nó không cần dây dọ gì hàng nhằng các bác. Đó, rất là hay luôn. Đây, một con sản phẩm này nguyên hộp này, mới keng luôn nhá. Nó sẽ gồm có là một cái phần củ xay này. Đấy, đây là cái nút nguồn nhá. Bấm vào đây là máy chạy này, máy chạy cực kỳ khỏe luôn. Đấy, và bên dưới thì là một cái phần nắp đậy này. Rồi là lưỡi dao nhá. Lưỡi của nó sẽ là ba lưỡi nhá, nên là xay rất là đều và cực kỳ nhuyễn. Lưỡi thì bao sắc bao sáng luôn. Các bác mua về xay rau củ quả này, xay hành tỏi rồi các thứ rất là nhuyễn. Đấy, mình ví dụ như mình làm tí nem nước, mình pha tí nước chấm, đấy cho tí hành, tí tỏi, tí ớt vào đây, xay cực kỳ nhuyễn luôn. Đấy, và cái sản phẩm này thì nó có pin sẵn tích ở trong này rồi nhá. Đấy thì các bác về chỉ việc dùng thôi, còn khi mà hết pin thì đây đi kèm nó sẽ có một cái cọng dây cáp sạc, các bác cắm vô đây. Đấy, cắm vô cái phần chân cắm của nó này. Đấy, cắm vào đây, sau đó là các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, hoặc là có cái nguồn 5V 2A mà chân USB là các bác cắm vô là các bác có thể sạc được cho cái máy này rồi. Đấy, sạc một lần nhưng mà được dùng được rất là nhiều lần nhá, rất là hay luôn. Đó. Thì em báo giá luôn. Nay em lên mã sẽ xả kho cái mã sản phẩm luôn nhá. Đấy, bữa trước thì em đang bán cái con máy xay mini, máy xay tỏi ớt nha. Với giá thì sẽ là 100k, nay em giảm luôn bác, giá thì còn có 70k thôi. Lên mã em sẽ có con máy xay mini. Đấy, máy xay mini xay tỏi ớt luôn nhá. Đấy, giá bữa trước đang bán là 100k, nay về bác mức giá rất dễ mua luôn. Giá chỉ còn có là đi 70.000 thôi, 70k. Đấy, vào việc chốt nhanh luôn, rất là hay.
Đây cho bác coi cái video thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ ok luôn, xay rất nhuyễn đây. Các bác cùng coi sản phẩm này. Ok, bây giờ thử xay tỏi với cái máy này nha. Khá là nhuyễn nha. Cái này mà bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay tỏi rất nhuyễn nha. Xay hành cũng rất là ok nha, cực kỳ đơn giản. Để test độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Xay cà rốt nha, xay luôn cà rốt miếng rất to này. Nhìn xem 100 cành nè, đáng tiền chưa? Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được, nhưng mà với 100k mà chiếc máy nó xay hiệu quả như thế này thì rất đáng để thử nha các bạn. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, xay hành, xay tỏi, xay ớt, xay cà rốt rất là cứng đấy, nó vẫn có thể xay được ngon lành luôn nhá các bạn nhá. Một con máy rất là hay. Đấy, giá thì bình dân nó chỉ có 70.000 thôi. Mình mua về mình dùng rất là tiện. Đấy, đôi lúc các bác không cần phải lôi thước đôi thiếc ra băm chặt ra cho nó mất công. Tháo đây cái mình xay rất là nhuyễn. Đấy, ra là mình sử dụng mình xài luôn. 70k nhá, đang xả kho bán nhanh luôn, máy xay mini luôn nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn thanh lý luôn cho bác một số cái mã hàng về đồ nhà bếp này. Đấy, đồ nhà bếp nhá. Thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái cây chảo này, cái cây chảo, cái này là cái cây chảo đường kính 18 cm nhá. Đấy thì em còn có vài cái nữa thì em cũng lên mã xả kho luôn đấy bác, cái mã chảo, cái chảo 18 cm này. Đấy thì khi mà đi kèm thì sẽ có cái phần chuôi đế thứ này để về các bác gửi lên tay các bác để về các bác lắp. Đấy các bác đợi chút em lắp cho bác coi. Thì đây coi nhá, đấy khi mà lắp đặt là rất là ok luôn. Đấy nó sẽ tay cầm này, đấy, phần chảo này. Chảo này thì có chống dính luôn nhá, có chống dính cả mặt trong mặt ngoài, cực kỳ xịn luôn. Đấy thì nó sẽ đun được bếp từ nhá. Nhiều bác hỏi là có đun bếp từ không, thì đun bếp từ thoải mái. Con này thì nó dạng nhỏ nhỏ mini. Đấy về các bác dán, ví dụ dán trứng trước là ok, ốp la một vài quả trứng ở đây này. Đấy rồi mình có xào nấu rim riếc những cái món nhỏ nhỏ lặt vặt đây rất ok luôn. Con này đường kính của nó là 18 cm nhá. Đường kính là 18 cm. Đấy thì hôm nay em còn vài con nữa em cũng lên mã xả kho luôn cái mã này luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cây chảo các bác nhá. Cái cây chảo 18 cm này. Đấy, chảo 18 cm nhá. Bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em còn ít nữa em bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có 30k thôi. 30.000 cho một cái cây chảo đường kính là 18 cm. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là chảo 18 cm, đang xả kho còn có 30.000 một chiếc thôi. Đấy bình thường giá này nó giá quá rẻ luôn. Giá này là bên em ôm lô thanh lý hàng siêu thị nó mới có cái mức giá này, chứ bình thường các bác mua con này best seller thì cũng phải khoảng tầm 70 cho đến 100.000, chứ không bao giờ có cái giá 30.000 luôn. Đấy, 30.000 là coi như là bán lãi tình cảm bác thôi. Đấy, có phần tay cầm rất xịn sò ok luôn, chống dính mặt trong mặt ngoài luôn nhá, và có thể dùng được bếp từ. Đấy, dùng được bếp từ cái thứ cho em thoải mái, bếp từ bếp ga thứ là các bác xài thoải mái cho em luôn. Đấy, 30k nhá, 30k cho một chiếc chảo là đường kính là 18 cm. Thì các bác cứ lên mã em sẽ là chảo 18 cm nhá, giá đang xả kho còn có 30k thôi. Đấy, chốt nhanh, số lượng có hạn nhau nhá, chỉ còn có một ít nữa thôi. Đấy, không còn nhiều đâu, 30.000 một chiếc thôi nhá. Tiếp theo thì cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái lô đũa Hàn Quốc này. Lên mã xe cái sản phẩm là cái lô đũa Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng của Korea Design này. Đấy, rất xịn sò luôn. Một cái vỉ đũa Hàn Quốc này sẽ gồm có cho bác là 10 đôi. Đấy, phần đầu nó được mạ vàng rất đẹp luôn. Đấy, cái đũa này em nghĩ chắc là nhiều bác nhìn cái đũa này rất là quen, vì cái đũa này em bán cho những cái đội nhà hàng, rồi là quán phở, quán ăn cực kỳ nhiều. Đấy, là các bác biết là người ta dùng nó rất ok nên người ta mới mua, để người ta về người ta cho quán ăn rất là nhiều luôn. Đũa thì cực kỳ đẹp nhá. Đấy, phần đầu đũa thì có phần chống trơn trượt này. Đấy, các bác sử dụng rất ok luôn. Đấy. À, một vỉ này thì là 10 đôi nhá, một vỉ 10 đôi mạ vàng. Đấy, dòng đũa của Hàn Quốc. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã thì em sẽ là cái vỉ đũa 10 đôi Hàn Quốc nhá. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc này. Đấy, vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi. Giá thì bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em xả luôn cho bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Xả luôn bác giá chỉ còn có là đi 20.000 cho một cái vỉ đũa Hàn Quốc này. Đấy, bao giá thị trường luôn nhá, bao giá thị trường luôn. 20k một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đô nhá, chỉ có 20.000 thôi. Đấy các bác đi cả cái YouTube là không bao giờ nó bán rẻ anh em luôn. Giá rất hạt rẻ nhá, để các bác dễ mua. Đấy, sắm Tết nhất về. Chất liệu đũa này thì là bằng sợi thủy tinh nhá. Đấy, chất liệu đũa là bằng sợi thủy tinh, không lo nó bị nấm mốc, không lo bị cong vênh nhá. Bác dùng rất là sạch sẽ, an toàn ok luôn. Đũa thì cầm rất là dễ cầm. Đấy, đũa rất là dễ cầm. Đầu đũa chống trơn trượt này. Nhiều bác hỏi em là đũa này có trơn không, thì cam kết các bác là các bác cứ ngắm miếng thịt đùi là các bác gắp trúng miếng thịt đùi luôn. Đấy, không trượt phát nào nhá, không trượt phát nào. Đó.
một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi, giá đang xả kho cho bác chỉ còn có 20k một vỉ nhá. 20k một vỉ nhá, 20k một vỉ em xả kho sập sàn. Đấy, xả kho chia cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì cũng là một cái sản phẩm nhà bếp, đó là cái cây kéo bếp vàng, cũng lên mã xả kho luôn đấy bác nhau nhá. Đấy, về các bác sử dụng nhà bếp này. Đấy, dòng kéo bếp vàng của Nhật nhá, hàng nội địa Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Con này về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả sử dụng nhà bếp cho em rất ok. Đấy. Chất thép của nó sẽ là chất thép XK5. Đấy, dòng thép không gỉ nhá, không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Đấy. Kéo thương hiệu Asaka Japan, rất xịn sò ngon lành nha. Kéo thì bao sắc bác luôn, cắt cực kỳ ngọt ngào. Đây. Em lấy cái giấy bóng em cắt cho bác coi. Đấy, có thấy không? Giấy bóng nhưng mà nó cắt rất là ngọt nhá. Đấy. Phải kéo nó phải rất là sắc thì nó mới cắt được ngọt này, chứ còn bình thường những cái giấy bóng này rất là khó cắt nhá. Kéo mà không sắc là nó nhai kéo ngay, nhưng con này à, nó nhai cái giấy bóng này ngay. Nhưng mà cắt rất là ngọt luôn này. Thấy không? Cắt quá ok. Đấy. Một chiếc kéo bếp vàng cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy. Đấy. Ok. Con này thì các bác sử dụng nhà bếp cho em thì đúng là đúng bài chấm hết luôn. Nhưng em đã đang dùng con này khoảng tầm 2 năm nay rồi, em thấy rất là chất lượng luôn. 2 năm nay nhưng mà cũng không hề hấn gì nhá, cực kỳ chắc chắn, không có vấn đề dấu hiệu về bảo là bị xuống cấp hay là bị hỏng hay là nó bị long chuôi long cán gì nhá. Đây này, chuôi cán cái thứ nó đinh vít cái thứ, đinh tán nó làm cố định rất chắc chắn, nói chung hàng Nhật nó làm rất là chuẩn luôn cô nhá. Đó, dòng kéo bếp vàng hàng nội địa Nhật. Đấy, em hôm nay em xả kho, cũng xả kho mã luôn. Bữa trước cũng đang bán bác là 50k. Hôm nay em về đây bác một mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có 30.000 một cây thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng đang xả kho bán nhanh bác luôn. Giá chỉ còn có 30.000 một cây kéo bếp vàng nha. 30.000 một cây thôi nhá. Đấy, xả kho bán nhanh luôn. Giá rất dễ mua. Vừa test kéo cho bác xem rồi. Các bác cũng cứ nhận hàng các bác kiểm tra. Đấy, test kéo cho em thoải mái luôn, cắt kiếc cho em thoải mái, rất ok luôn. Cầm một con kéo 30.000 nhưng mà rất là chắc chắn nhá. Đấy, nói chung là nó quá tốt so với giá tiền luôn. 30k một chiếc kéo bếp vàng nha. Đấy, chốt nhanh nhá. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất ok. Tiếp theo thì ở đây em còn một ít cái cây dao vàng này. Cái cây này thì về chuyên với bác dùng gọt hoa quả thứ nhá, dùng rất ok. Đấy. Con này thì em cũng còn một số lượng ít thôi. Đấy, em cũng lên mã xả kho cái dịp cuối năm này cho nó hết đi. Đấy, thì đây. Một cái cây dao dao các bác cứ lên mã em sẽ được cái dao vàng nhá. Đấy, dao vàng, cây dao vàng. Đó, con này thì cũng hàng nội địa Nhật này, cực kỳ xịn sò. Lưỡi thì siêu sắc luôn. Đấy, con này thì bên Nhật người ta hay dùng để người ta cắt hoa quả rồi. Đấy, rồi là người ta cắt hoa quả, cắt ở như kiểu là người ta làm ở vườn nhá. Người ta là làm vườn, người ta kiểu là cắt cành, cắt quả thứ đó rất ok luôn. Đấy, con này thì em cũng đang dùng một con, nhưng mà em không biết là nó bằng thép gì, nhưng mà em dùng là không bị rỉ. Đấy, hay của sản phẩm nó không bị rỉ, rất là hay luôn. Mà cái chất thép của nó cực kỳ sắc nhá. Đấy, các bác dùng, các bác nếu mà hơi nhụt chút các bác liếc qua cho em lượt cái là lại lôi và lại dùng cực kỳ ngon luôn. Cái chất thép của nó sắc cực kỳ sắc mà nó sắc rất là lâu. Bác nhìn cái thép của nó này. Đấy, thép của nó này nhìn nó rất là ok luôn. Thép nó nhìn rất là đầm thép này. Đấy. Chắc thép mà rất là sắc luôn. Đấy, rất ok luôn nhá. Hàng con này thì mua về các bác chuyên dùng thì các bác gọt hoa quả cho em thì chấm hết luôn. À, phần lưỡi của nó dài khoảng tầm 20 tổng chiều dài con này rơi khoảng tầm là 20cm thôi. Đấy, rất là nhỏ gọn, dễ cầm. Đấy, 20cm. À, lên mã em sẽ được cái con dao vàng nhá. Đấy, dao vàng. Về các bác sử dụng, mình sử dụng nhiều việc nhá, nhỏ gọn tiện lợi và rất là sắc bén nhá. Dao vàng, cứ lên mã em sẽ là cái con dao vàng. Có thì em còn một ít nữa thì em cũng lên mã xả kho thanh lý dịp cuối năm này. Lên mã em sẽ cái cây dao vàng nhá, cây dao vàng. Đấy, bữa trước đang bán là đi 60.000 thôi, em còn ít nữa xả kho thanh lý luôn. Chỉ có 20.000 một cây thôi. 20k một cái cây dao vàng nha. Đấy, 20k một cây dao vàng rất sắc bén nhá. Đấy, hàng bao dùng bao xài. Và cái hai cái sản phẩm này là cái lưỡi của nó không bị gì ạ. Lưỡi của nó không bị gì. Đấy, 20k nhá. Lên mã anh em sẽ được cây dao vàng 20k một cây. Các mã hàng đó là cái bộ bấm bóng đức, bộ này là bộ M3 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm bóng đức M3. Đấy. Hàng nguyên hộp này, cực kỳ xịn sò ngon lành nhá. Hàng này của thương hiệu Willing thôi nhá. Willing cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, giá thì rất là tốt luôn. Đấy, hôm nay em sẽ lên mã xả kho cái mã này luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm móng đức M3. Đấy, M3. Bộ này thì bữa trước đang bán là 150.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. Đấy, giá chỉ còn có là đi 100.000 một bộ nhá. 100k một cái bộ bấm móng đức M3 này. 100k một bộ thôi. Đấy, hàng của Willing cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, thương hiệu Willing. Đó thì một cái bộ sản phẩm thì nguyên hộp nha. Đấy, bên trong sẽ là một cái hộp nhôm nữa nhá. Sẽ là một cái hộp nhôm. Đấy, có chữ Willing rất xịn sò, hàng của Đức nhá. Đấy, thì bên trong nữa thì nó sẽ gồm có cho bác là ba cái bấm móng nhá, ba cái bấm móng này. Đấy, ba cái bấm móng. Đó, rất đẹp luôn, chất lượng. Đấy, ba bấm móng này. Nó sẽ có là một cái là to nhất này, một cái to nhất. Đấy, một cái to nhất này.
một cái là vừa vừa đấy, một cái nhỏ nhỏ vừa vừa, và một cái bấm móng là cái bấm móng khéo nhá. Đấy các bác hay hay bấm những cái khóe móng chân móng tay này, thì các bác dùng cái con chéo chéo nha, cái lưỡi của nó là lưỡi chéo này. Hàng này thì bao sắc bao xài bác luôn, lưỡi cực kỳ sắc bén nhá. Đấy, thiết kế cực đẹp đấy, logo Willing trên thân của sản phẩm này. Đấy, cắt rất ok luôn, có cả cái phần rũa mài luôn này. Đấy, về góc bóc cái này phần này ra là nó sẽ lộ ra cái rũa mài để các bác mài nhá. Mình cắt xong mình mài cho nó đỡ bị sắc cái phần móng ấy, nó cắt hay bị sắc. Đấy, các bác mài cho nó cùn nó đẹp đi, rất ok luôn. Đấy, thiết kế cực kỳ là chắc chắn các nhá. Đấy, cầm một chiếc móng chắc chắn cực kỳ luôn, cầm nó nặng trịch luôn. Đấy, thì một bộ này sẽ gồm có là ba móng, hàng của Guilin của Đức nhá. Đấy, nguyên hộp luôn, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em nha. Đấy, đi em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3. Đấy, sẽ gồm có là ba móng nhá, bộ bấm móng Đức M3 này. Đấy, M3 bộ này hiện tại em đang giảm giá, xả kho chỉ cần có 100.000 một bộ thôi, 100k. Đấy, các bác nhanh tay chốt nhanh luôn, số lượng có hạn nhá, 100.000 một bộ bấm móng Đức M3 nha, rất xịn sò, mua về bấm móng tay cả gia đình nhà mình xài luôn. Rồi, mã hàng xả kho tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái kệ máy giặt tủ lạnh này. Đấy, cái kệ này để về các bác kê cho máy giặt, kê cho tủ lạnh. Đấy, máy giặt của bác các bác hay để dưới đất này hay bị ẩm ướt cái thứ này. Đấy, giờ là tủ lạnh biết rồi, thì các bác mua cho ngay cho em cái kệ máy giặt tủ lạnh về mình kê nó lên nhá. Đấy, con này thì nó có thể điều chỉnh được kích thước to nhỏ tùy theo nhu cầu và cái kích thước của cái máy giặt của hoặc là cái tủ lạnh của nhà các bác nhá, nên là các bác yên tâm. Đấy, thì khi mà thu vào thì nhỏ nhất của nó sẽ được là 48 cm nhá, và khi mà cho to nhất ra thì nó sẽ được là cho hết cỡ tối đa ra thì sẽ được là 60 cm nhá các bác nhá, 60 cm. Nói chung là nó cho ra thu vào hầu như là những cái kích cỡ phổ thông nhất hiện nay cho những cái loại máy giặt này. Đấy, cửa đứng cửa ngang các thứ đều được luôn, và cũng như là tủ lạnh luôn nhá. Đấy, con này thì hàng của Việt Nam nhé, hàng của cơ khí điện tử AT này. Đấy, kệ chân kệ máy giặt tủ lạnh đa năng. Đấy, sản phẩm thanh inox đế nhựa nhá, chống rung lắc này. Đấy, lắp cho máy giặt từ 5 6 7 8 9 10 cho đến 12 cân. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao rất là xịn luôn. Đấy, hàng của nó nguyên hộp như này thì bên em sẽ khi mà gửi thì sẽ đóng gói và tháo rời cho bác đi, thì về các bác lắp đặt vào đúng như trên hình các bác đang coi đây. Đấy, lắp đặt vào đúng trên hình các bác đang coi, và đây sản phẩm em đã lắp đặt sẵn một bộ để làm mẫu cho bác coi này. Đấy, thì nó sẽ gồm có là bốn cái thanh inox nha. Đấy, bốn thanh inox và bốn cái chân đế. Đấy, bốn chân đế và những cái chân đế đều có đệm cao su các thứ này. Đấy, và ở cái phần những cái phần thanh các bác cho ra cho vào thì nó đều có khóa hãm ấy các bác nhá, khóa hãm để các bác tinh chỉnh, đấy tùy chỉnh cái phần kích thước của cái kệ máy giặt của bác nhá. Và toàn bộ cái thanh này của nó sẽ là thanh inox 100% nhá. Đấy, thanh inox 100% luôn, nên là các bác dùng rất là bền. Đấy, các bác kê những cái con máy giặt tủ lạnh nhà mình lên, nó không bị ẩm ướt, không bị nước nôi. Đấy, nó tăng tuổi thọ cũng như là nó không bị dì xét chân này. Đấy, rồi là nó bị ẩm ướt dẫn đến là hỏng mạch, hỏng miếc các thứ, hỏng máy giặt các thứ. Nói chung là đầu tư cho em một cái bộ này nó không bị lãng phí đâu ạ, nó rất là tốt luôn. Đấy, nói chung là mỗi nhà nên có một hai chiếc này mình để kê lên cho máy giặt tủ lạnh, rất là hợp lý luôn. Đấy, vừa bảo vệ máy giặt tủ lạnh không bị ẩm ướt, không bị hỏng này, rồi là không bị mối mọt chân các thứ nhá, rất hay luôn. Đấy, kệ máy giặt tủ lạnh nhá, hôm nay em xả kho cái mã này luôn đó. Thì bữa trước bên em đang bán là 150.000, hôm nay em về bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, 150k em giảm luôn đi bác, giá chỉ còn có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một chiếc kệ máy giặt tủ lạnh này, chỉ có 80.000, rất là hay. Đấy, thì khi mà các bác cho tối các bác cho kích thước tối đa rộng hết cỡ ra thì của nó sẽ được là 60 cm. Đấy, 60 phân luôn nhá. Và cho các bác thu cho nhỏ lại thì sẽ được là 48 cm nhá. Đấy, 48 cm. Đấy, thì trên hình các bác đang coi đây. Đấy, đây là cái phần mặt sau của nó này. Đấy, phần mặt sau của nó đây nhá, thì nó sẽ gồm có những con ốc hãm nha. Đấy, thì con này tinh chỉnh nhá, thì các bác rút ra các bác kéo vào. Đấy, thì các bác cố định nó ở đoạn nào thì mình siết chặt cái con ốc vào để cho nó chết ở cái điểm đấy nhá. Đấy, thì nó sẽ cố định nó giữ nguyên ở cái điểm đấy. Đấy, chân chiếc rất chắc chắn, ok luôn đó. Nói chung là một chiếc kệ rất ok, bình thường là các bác ra quán xá không không bao giờ có cái giá 80.000 đâu, em nói thật luôn. Bữa trước là nhà em cũng bị một phát là cái đội thợ nó vào nó lắp nó phệt cho cái giá này là 250.000 cho một cái không nhá, 250.000 một cái luôn. Đấy, ngậm ngùi. Đấy, nhưng bây giờ bán thì mới biết là cái này nó rẻ thật sự luôn, nó chỉ có 80.000 thôi, giá nó quá bình dân. Đấy, rất là hợp lý luôn các nhá. Còn tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bịch khăn ướt lau bếp này, lên mã cho cái bịch khăn ướt lau bếp nhá. Cái bịch này rất là hay, một bịch này là 80 tờ nhá, rất là to luôn, cầm to bịch nó phải to bằng bằng hai cái cổ tay em này, rất to luôn, 80 tờ mà một tờ rất là to luôn. Đấy, đi lên mã em sẽ cái bịch giấy khăn ướt lau bếp nhá. Đấy, khăn ướt lau bếp cái này để chuyên cho các bác lau bếp, đấy lau bềm bàn bếp ga bếp từ rồi. Đấy, lau dụng cụ nhà bếp rất sạch luôn.
Ở trong này nó đã tẩm sẵn chất tẩy rửa rồi, là có con này nó có vị hương chanh hương cam này rất là thơm đấy. Thì một cái tờ này là một cái túi được 80 tờ đấy, thì các bác cứ rút ra mỗi lần một tờ các bác xài đấy, dùng xong là mình bỏ luôn, rất tiện dụng luôn. Nó có đã tẩm sẵn chất tẩy rửa và có mùi thơm rồi. Đây thì đây cái túi nhà em đang xài đây, thì về các bác cứ dùng thôi đấy, mình cứ dùng đâu mình bóc vào đấy. Một tờ rất là to rất là dày nhá, về các bác sử dụng này cả một tờ luôn đấy, các bác rửa ra sau đó là các bác cứ thế là các bác lau thôi đấy, lau rất là sạch. Đặc biệt là những cái chỗ nào mà nó cặn bẩn cái thứ này rồi là nó dầu mỡ ấy, con này lau cực kỳ sạch luôn nhá. Đây này, nó có sẵn những cái chất bông để rửa này đấy, đâu đây có cả bọt bia các thứ này đầy đủ trong này luôn, rồi là các bác không cần phải xài thêm cái gì cả, chỉ việc là dùng cái này giấy này các bác lau nó rất là tiện đấy. Lau chuyên các bác lau nhà bếp nhá, đấy, khăn ướt lau bếp cứ lên lại em xem cái bịch khăn ướt lau bếp 80 tờ nhá, bịch khăn ướt lau bếp 80 tờ đấy. Hôm nay em về cái lô này rất là hay, giá của nó sẽ là 30.000 bịch thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi, rất hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay, chuyên để các bác lau bếp nhá. 30k lên mã bịch khăn nước lau bếp một bịch 80 tờ, giá sẽ là 30.000, hương chanh rất là thơm, lau cực kỳ sạch luôn. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, dùng rất ok đấy các bác cùng coi này. Chị em phụ nữ đây là nơi nói lên hạnh phúc gia đình, mà để bám bẩn dầu mỡ thế này thì vứt các bác ạ. Sắm ngay cho em một bịch khăn ướt đa năng này để căn bếp lúc nào cũng sạch bóng loáng. Mỗi lần lau dọn chỉ mất có vài giây thôi mà đã có một chiếc bếp từ sạch như mới. Bếp từ hay là bếp ga thì khăn giấy nhà em đều xử lý được hết. Một bịch khăn giấy siêu to gồm có 80 miếng nên sử dụng rất lâu hết. Trong khăn đã có pha sẵn chất tẩy rửa rồi, cho nên khi sử dụng các bác không cần phải xịt thêm, chỉ việc rút ra lau rồi vứt đi vô cùng tiện lợi. Shop đang có chương trình khuyến mãi, các bác múc ngay 3 gói dùng thử cho em nhé. Bếp và chị em phụ nữ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ gồm có 80 miếng khăn lau, chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lo bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn, không cần phải vất vả một tay cầm bình xịt một tay cầm khăn lau như trước đây nữa. Với một chiếc khăn ướt nhỏ chúng ta có thể dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bụi bẩn hay là cặn canxi bám trên bề mặt của lò vi sóng, máy hút mùi, tủ lạnh. Một loại khăn vừa tiện vừa sạch có thể xử lý hầu hết các vết bẩn trong bếp. Nên chỉ trong đợt giảm giá này tôi đã mua luôn cả một thùng. Rất chị ok em ở chỗ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ có 80 miếng. Chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lau bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn. Với một chiếc khăn này sẽ dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bếp từ, bụi bẩn bám trên bề mặt của lò vi sóng, tủ lạnh, máy hút mùi hay đồ gia dụng khác. Với chất xuất hương chanh thơm mát, an toàn cho da tay, khử mùi dầu mỡ nhanh chóng, hiệu quả, dùng một lần nhà bếp đầy mùi hương. Đấy, thế về sản phẩm nhá, dùng rất ok luôn. Lên mã cho cái bịch khăn ướt lau bếp nhá. Một bịch là 80 tờ với giá đang gửi bác là 30k. Đấy các bác dùng cái này dùng rất ok. Mình mua một bịch này 30.000 về mình lau, đấy lau xong mình bỏ luôn, đỡ về lằng ngoằng. Đấy, ok luôn các bác nhá. Về một cái mã, được một cái mã lô ghế inox này rất là hay. Đấy, em nghĩ chắc là nhà bác các bác hay dùng những cái ghế này này. Nó là cái dạng ghế thấp nhá. Nó là cái dạng ghế thấp, con này thì cái chiều cao của nó thấp thấp, nó rơi khoảng tầm là 14 cm thôi, 14-15 cm thôi. Nó thấp thấp, view như các bác hay ngồi để mình làm những cái việc công việc ở dưới đất ấy. Đấy, ví dụ như là mình hoặc là mình ngồi ăn cơm này, rồi là ngồi ngồi kiểu ngồi chém gió nói chuyện ở nhà mình ấy. Đấy, hàng xóm láng giềng sang hay ngồi đấy các nhá, ngồi rất là đầm ấm luôn, rất là hay. Đấy thì con này chất liệu của nó là inox nhá, inox 100% luôn. Đấy, phần mặt này inox này, phần đế chân inox này và bốn chân nhá các nhá, hàng của nó trên hàng bốn chân và đều được bo một lớp cao su chống trơn trượt này. Đấy, rất ok luôn. Dòng này thì em nghĩ chắc là nhà nào cũng nên sắm vài ba cái nhà mình dùng nhá. Đấy, sử dụng ở nhà nó rất là bền quá. Đấy, rất là bền. Hoặc là các bác nào ví dụ như là đi làm cỗ hay ngồi cái này này. Đấy, nhà có đám xá cỗ bàn giờ Tết nhất hay ngồi này. Hoặc là ví dụ về mình ngồi nấu cơm nấu nước, đấy làm cơm làm nước, nhặt rau nhặt cỏ giờ hay ngồi cái ghế này rất là hay luôn. Đấy, nó thấp thấp nhá, nó thấp thấp nhưng mà cái hay của sản phẩm này nó là chất liệu bằng inox. Đấy, và cái khung này của nó này, cái khung này của nó cũng bằng khung inox luôn, nó rất là chắc chắn, rất là chắc chắn. Đấy thì bên em đang bán cho bác một cái chiếc ghế inox nó là dạng thấp nhá. Đấy, nó là dạng thấp thôi. Nó giá nó chỉ có 50.000 nhá, chỉ có 50.000 cho một cái chiếc ghế nha. Đấy, về cái lô ghế này hàng rất là đẹp luôn. Đấy, chắc chắn. Đây này, cho các bác coi cái ghế nhựa này. Cho các bác coi cái ghế nhựa này em đang xài này. Các bác nhìn này, ngồi là đít nó bục hết ra luôn. Chỉ một thời gian sau là đít nó bục hết ra. Đấy là các bác nguyên nguyên do sao không? Là cái phần chống này là nó không có. Nhưng mà đây này. Nó ở đây là cái phần chống này nó có này, ở cái xương giữa là nó có luôn. Đây là cái xương giữa nó sẽ trụ vào luôn. Đây là khi mà các bác ngồi nó rất là khỏe, nó không bị lõm. Đấy, nó không bị lõm cũng như là không bị vỡ nhá. Riêng cái dòng inox này các bác ngồi thì nói chung là siêu bền rồi. Đấy, không có gì vì địch được cái thằng inox này, nó quá bền luôn. Đấy, mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Ngồi rất là to nhá. Đây cái phần đường kính ghế nó rất là to. Cái này bác nào đít to mông to ngồi thoải mái cho em luôn. Đường kính của con này nó rơi vào là 25 các bác nhá, 25. 25 đây bình thường.
như con này nó có 20 này, đây con này có 20 này. Đấy, con này anh em cũng mua này, nhưng mà em mua em thấy bực quá vì nó hay bị vỡ đít này, nên là em thấy cái độ này người ta bán cái ghế này là giá nó tốt quá, nên là em mua luôn, ít về em bán luôn bác. Đấy, bác nào ưng thì có thể là xúc luôn. Đấy, bình thường em mua những cái ghế như này nó rơi khoảng tầm 30-40 nghìn rồi, mà đây em bán cho bác là một cái ghế inox này là chỉ có 50 nghìn thôi. Để các bác thêm vào 10 nghìn nữa cho em mua ngay cho em cái con inox này. Ghế inox này nó rất là bền. Đấy, quan trọng là nó bền mà nó chắc chắn. Đấy, quan trọng là bền nó chắc chắn. Mà cái phần đế của nó to nhá, đế của nó là đế 25 nhá, đế 25 luôn. Đấy, đế 25. Đấy. Ghế thấp nhá. Đấy, ghế inox thấp nhá. Cứ lên mã cho em xem cái ghế inox thấp nhá. Giá bên em đang bán cái ghế inox thấp này chỉ có 50 ngàn thôi. Giá quá là bình dân, hạt rẻ luôn. Về các bác xài, các bác sử dụng thì nói chung là nồi đồng cối đá dã chiến, vứt vạ vật thoải mái luôn. Đấy, không lo gì sét này, không lo cong vênh này, không lo bị vỡ đít như cái ghế em vừa qua em nhá. Đấy. 50k nhá, 50k. Lên mã thì em sẽ là cái ghế inox thấp nhá, 50.000 một chiếc thôi. Đấy, cái này thì số lượng của hạn nó không nhiều đâu. Vì hàng này của nó là hàng bên xưởng là người ta tự làm thôi. Đấy, người ta tự làm nên là cứ làm đâu thì bán ở đấy thôi. Nó không có nhiều đâu ạ, không có nhiều đâu. 50k cho một chiếc ghế inox thấp này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái kệ xe đẩy 4 tầng này. Đấy, em báo giá luôn. Vì em đang bán một cái kệ xe đẩy 4 tầng này với giá sẽ là 80.000. Đấy, thì cái bộ kệ xe đẩy 4 tầng này sẽ gồm có là 4 cái kệ em nhá, 4 cái kệ. À nó 4 cái đúng rồi, 4 cái kệ và bao gồm thì xếp khi mà các bác lắp ghép vào thì là 4 tầng. Thì khi mà hàng bên em gửi đi nó sẽ tháo rời ra đóng hộp, còn về các bác lắp đặt vào. Cái này lắp đặt nó rất là dễ thôi. Đấy, và cái nào con này nó hay này. Nó có cái bánh xe này các bác có thể đẩy đi đẩy lại rất tiện. Đấy, thì về các bác đây. Tổng quan khi mà em lắp vào thì về ví dụ các bác đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh vào rất là hay. Đấy, nó ngăn nắp, nó có ngăn nước các thứ đâu. Các bác dễ dàng lấy rồi là mình sử dụng đựng đồ đạc rất là hay. Thì đây em sẽ đo cho bác về phần kích thước nhá. Chiều dài của nó là đi 39-40 này. Đấy, chiều dài 40 này. Chiều rộng của nó là vào 20 này. Chiều cao của nó rơi vào là đi 65 cm nhá, 65 cm. Đấy, khi mà các bác lắp được 4 tầng nó rơi vào tầm 65 thôi nhá, 65. 40 nhân với lại 20 nhân với 65 thôi nhá. Đấy, nó sẽ 4 tầng nhá, 4 tầng nha. Đấy. Chất liệu của nó thì cái phần này thì của nó là giá nhựa nhá. Những cái khay này là khay nhựa. Đấy, khay nhựa. Và cái phần khung thì của nó sẽ là phần khung inox nhá. Cục khung inox này. Đấy, và bao gồm cho bác là cả bánh xe luôn. Đấy, nó có cả bánh xe để mình có thể đun đi đun lại rất là hay. Đấy, đây. Còn đây là cái khung inox của nó. Đấy, bánh xe các nhá, bánh xe, 4 bánh xe. Đấy, mình đun đi đun lại các thứ giờ. Rất ok luôn. Nói chung là khá là đẹp đấy. Em mua về sử dụng mà mình để đồ để đạc đấy em để ngang các bác coi này. Đấy, về các bác để đồ để đạc này rất hay. Đấy. Cái khay nó cái phần chiều cao khá là sâu, các bác đựng khá là nhiều đồ luôn. Đó. 40 nhá, khay của nó 40 x 20, khay khá là to. Đấy. Thì nó sẽ gồm có là 4 tầng. 4 tầng này, 1 2 3 4, 4 tầng nhá. Có kèm bánh xe, khung được khung inox khá chắc chắn luôn. Đấy, về các bác lắp ghép vào là xài thôi. Giá nó chỉ có 80.000, giá nó quá hạt rẻ bình dân luôn. Hàng là hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Đồ gia dụng cao cấp hàng của Việt Nam. Đấy, rất ok luôn. 80k một cái bộ lên mã em sẽ là cái kệ 4 tầng nhá. Cứ lên mã cho em sẽ là cái kệ xe đẩy 4 tầng. Đấy thì đang có giá là đi 80k nhá. 80k cho một cái kệ xe đẩy 4 tầng như này thôi. Chỉ có 80.000, giá quá hạt rẻ luôn. Cực kỳ đẹp, chắc chắn ạ. Đây đây. Các bạn nhìn này, rất đẹp luôn. Em cái này em vừa lắp về là em vừa lắp xong em chắc là cái này em để nhà em xài luôn vì thấy nó chắc chắn ok quá. Đó. 80k nhá. 80k một cái kệ xe đẩy 4 tầng nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái bịch, đó là cái bịch khăn ướt lau bếp này. Đấy, một bịch này là bao nhiêu? 80 tờ. Đấy, một bịch là 80 tờ về chuyên để các bác lau bếp nhá. Đấy, con này lau bếp rất sạch luôn, em đã test dùng một hai gói em thấy rất ok. Cái này nó có mùi hương cam rất là thơm luôn. Đấy, thì một gói khăn lau bếp như này. Đấy, khăn ướt lau bếp như này với giá sẽ chỉ có 30.000 thôi. Đấy, 30.000 nhá. Nó là cái dạng khăn ướt lau bếp. Thì trong chiếc khăn này nó đã tẩm những cái phần chất tẩy rửa các thứ là trong hết rồi. Đây này, đây này, em lấy ra một tờ nó khá là to nhá, một tờ khá là to. Đây này, đấy, nó đã tẩm những cái chất tẩy rửa hết rồi và nó có mùi là cái mùi cam, mùi rất là thơm luôn. Đấy thì các bác chỉ việc dùng cái này các bác lau. Đấy, lau. Đấy, thì khi mà lau nó sẽ ra bọt nhá, sẽ ra bọt. Các bác lau những cái thành phần mỡ mỏng thứ ở trên bàn bếp ga đấy, bàn bếp cho mình. Đấy, máy hút mùi hút bụi ra. Các bác lau rất là sạch luôn. Đấy, lau cực kỳ sạch nhá. Cái này em đã test rồi, em lau đi rất ok này, các bạn nhìn này, nó có những cái bọt này. Đấy, nó có bọt rất là nhiều bọt luôn nhá. Đấy, các bác lau rất là sạch luôn. Một cái gói này nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, gói, đây cái gói anh em đang dùng đây. Đấy, gói anh em đang dùng đây. Một gói này là 30.000 thì các bác cứ dùng ở đâu các bác rút ra đây thôi nhá. Dùng đâu rút ra đấy.
mà lên mã em sẽ cái túi khăn ướt thôi nhá, túi khăn ướt lau bếp nhá, khăn ướt lau bếp giá đang gửi bác là 30.000 cho một cái bịch khăn ướt lau bếp nha, 80 tờ, khá là to các bác, cầm nặng trịch luôn, to lắm đấy, cầm nặng ok luôn nhá, 30k thôi, các bác mua cho em một vài bịch về mình dùng dán tết luôn, quá ok luôn đấy. Khăn ướt lau bếp nhá, 80k đấy, nó là dạng khăn ướt ướt và nó có tẩm những cái chất tẩy rửa trong này hết rồi đấy, về các bác chỉ việc xài đây, đấy mùi cam rất thơm luôn, 30k nhá, 30k lên mã giúp cho em sẽ là khăn ướt lau bếp nhá. Đấy thì về các bác mở cho em, bóc cho em cái phần open ra, rút ra, mình cứ dùng đâu là mình rút ra đấy là xài thôi nhá. Một bịch là 30k, giá rất bình dân hạt rẻ thôi. Chị em nội trợ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ có 80 miếng. Chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lo bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi, nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn. Với một chiếc khăn này sẽ dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bếp từ, bụi bẩn bám trên bề mặt của lò vi sóng, tủ lạnh, máy hút mùi hay đồ gia dụng khác. Với chiếc xuất hương tranh thơm mát, an toàn cho da tay, khử mùi dầu mỡ nhanh chóng, hiệu quả, dùng một lần nhà bếp đầy mùi hương. Tiếp theo thì hôm nay bên shop có về thêm cho bác đó là cái túi rác cuộn này. Đấy, nhiều bác hỏi cái mã hàng túi rác cuộn này lắm này, để về các bác đựng rác nhá. Thì đây, lên luôn cho bác một cái bịch túi rác cuộn. Đó thì một túi này là 40k một túi và một cái cuộn như này thì sẽ được là 100 túi nhá các bác nhá. Một cái cuộn này là 100 túi đây. Em sẽ bóc cho bác một túi đây này. Bóc cho bác còn một túi nhá. Thì đây, một cái cuộn này là 100 túi. Đó, thì cái này thì rất là dễ dùng thôi, dễ dùng thôi. Thì các bác cứ lần xem. Lần đến cái đoạn mà nó có cái đầu nối nhá. Đây này, nó có cái phần nối này các bác nhìn này. Nó có cái phần nối này. Đấy thì các bác bắt đầu là các bác tách nó ra. Tách ra nhá, các bác tách ra. Đấy các bác xé ra này. Đấy, xé ra nhá. Xé ra theo cái đường mà nó đã kẻ sẵn này này. Đấy, nó có cái đường kẻ sẵn, các bác tách nó ra. Đó, nói chung là các bác cứ cầm và các bác tách nó ra nhá. Tách nó ra sẽ thành được một chiếc túi để các bác đựng rác vào đây, rất hay luôn. Đấy. Túi thì cực kỳ to, túi to lắm. Túi này của nó là vào là 45 x 50 nhá, kích thước là 45 x 50. Đấy để các bác lồng vào những cái phần bì rác nhà mình nhá, bì rác nhà mình để các bác đựng. Đấy, đựng rác, đựng rác các thứ ok luôn nhá. Ok luôn đây. Đây để em lần đến cái miệng nó này. Đây để em lần đến cái miệng nó. Đây, đấy cái miệng nó đây. Túi rất là to luôn nhá, túi rất là to luôn. Đó. Đây, túi cực kỳ to nhá. Túi của nó là túi 45 x 50, túi to dã man luôn. Đựng vừa cả một cái thùng luôn kìa. Đựng nhiều rác lắm, cái túi đựng nhiều rác mà nó rất là dai, cực kỳ dai luôn nhá. Dai các bác giật cho em thoải mái luôn, dai lắm. Đấy, túi rất là dai. Mùi thơm thơm, mùi nước hoa thơm thơm cái này, có mùi nước hoa thơm thơm. Đấy thì kích thước của nó khi mà các bác cho ra thì sẽ là đây là 45 x 50 này. Đấy, 45 x 50 rất là to, 45 x 50 thì các bác tưởng tượng rất là to rồi. Đấy, các bác đựng rất là nhiều rác luôn. Đấy thì các bác cứ lên mã nha, em sẽ cái túi rác cuộn nhá. Một cái cuộn này là được là một cuộn này là được là bao nhiêu đây? 100 nhá. Một cuộn này là 100 túi. Một cuộn này khi mà các bác xé ra được là 100 túi này đây. Một cuộn này các bác cứ lần ra các bác xé lần ra là được là 100 túi nhá. Đấy, một cuộn xé cứ lần là được 100 túi rất là hay luôn. Đó. Là về là các bác chỉ việc là cứ lần ra đâu là đến cái đoạn nối này. Đấy, sau đó các bác xé cái đoạn nối ra là nó sẽ thành một chiếc túi. Thì đây là cái phần miệng nó nhá. Cái phần xanh này, cái phần miệng này, các bác giở cái phần miệng ra thì nó là cái phần xanh nhá nhá. Đây này. Cái phần miệng của nó là xanh như này. Đấy, đây. Đấy nó đánh dấu phần miệng là xanh, còn cái phần trắng này của nó là đáy. Đấy, còn phần miệng là xanh. Là kích thước là 45 x 50 rất là to luôn. Đó, về các bác đựng cực kỳ nhiều rác và túi thì siêu dai. Siêu dai nhá. Đấy, mỏng nhưng mà siêu dai luôn, cực kỳ ok. Đấy, các bác cứ giật thoải mái cho em ok luôn. Đó. Giá của nó sẽ là đi 40k nhá, 40k cho một cái cuộn túi rác nha, 40k một cuộn. 40k một cuộn, giá rất là hạt rẻ bình dân thôi. Đó. 40k một cuộn nhá, lên mã sẽ là túi rác cuộn nhá, 40k một cuộn. Em vừa khám phá ra một cái điều rất hay này, là các bác mở ra cho em nhá, mở ra. Đấy thì các bác sẽ đựng rác vào đây bình thường này. Đấy và lúc nào mà các bác muốn buộc vào ấy, muốn có một cái sợi dây buộc thì các bác cầm vào cái miệng túi này, nó có một cái phần lỗ lồi ra này. Các bác cầm vào đây. Đấy các bác cầm vào đây. Đấy thì nó sẽ thành một cái dây nhá. Đấy thành một cái dây các bác, thành một cái dây. Đây bên này thế này. Đấy vừa phát hiện ra một cái nói chung là người ta cũng phát minh ra những cái thiết kế nó rất là dã man con ngan luôn. Đấy, không ngờ luôn nhá. Đấy thì các bác thít nó vào thì nó sẽ thành một cái dây để nó thít chặt cái phần miệng túi rác vào nhá. Đấy thì ví dụ các bác cầm đi sách là các bác không cần phải cầm ấy nhá. Các bác chỉ việc cầm cái qua này các bác mang đi, các bác sách đi, các bác sách rác này các bác vứt thôi này, rất hay luôn. Đó, rất tiện dụng nhá.
rất hay. Đấy, thiết kế rất thông minh. Đấy, nó có cái phần rỗng này, các bác cứ cầm, các bác kéo lên đây. Đây là một túi đây này, nó có cái phần đây này, cái phần hở này, có nhìn cái phần hở chưa? Đấy thì các bác cầm này, các bác thu cái dây lên. Đây là xong. 40k nhá, lên mã em sẽ là túi giáp cuộn, kích thước của nó là 45 x 50 nhá. Một cái cuộn này thì sẽ được là 100 túi, nó chỉ có 40.000 thôi, giá rất là bình dân luôn. Bình thường các bác hay bọc túi rác như thế này đúng không? Thế thì các bác bọc sai cách rồi, để em chỉ cho mình cách bọc mới nha. Các bác mà không mua những cuộn như thế này thì về lỗ to. Em dùng túi rác toàn dùng cuộn to như thế này thôi, to sánh như vậy. Các bác đã thấy sự khác biệt chưa? Bác xem này, nó rất chắc chắn, dùng lực kéo thế nào cũng không sao hết. Nước nóng hay canh nóng đổ trực tiếp vào luôn cũng được, không hề bị chảy ra giọt nào. Còn có dây rút, đi vứt rác không sợ bẩn tay nữa. Một cuộn có 100 chiếc, mua càng nhiều càng rẻ, mua một lần dùng được cả một năm. Còn bọc túi rác chỉ cần lộn ngược như thế này là được. Các bác xem có tiện lợi không? À, bát sen massage thì hiện tại mấy em hàng vừa về xong nhá. Đấy, cực kỳ nhớ bác hỏi thì đây. Về tiếp tục cái mã hàng đó là cái bát sen massage. Đấy, một bộ này thì hiện tại mấy em đang có giá là 70.000 thôi. Giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bát sen massage. Đấy, bát sen massage nhá. Giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k một cái bộ bát sen massage này. Bộ này bao gồm là cả bát cả dây luôn nhá. Về các bác lắp vào là xài thôi. 70k, cầm cho cái giá đỡ sen cái. Thì đây, một bộ là bao gồm là một cái bát như này, một cái bát này, đấy, một cái bát. Và một cái đoạn dây, dây của nó sẽ là dây inox nhá, dây inox, dây chống cập chống rối. Đấy thì về các bác lắp đặt vào là xài thôi. Đây, dây nó đây. Đấy, dây có giòn rất đầy đủ, bác về xài luôn. Đấy, và đây là bát sen nhá, nó có phần đầu massage này. Đấy, cái đầu massage này rất là hay, là ví dụ mỗi lần các bác tắm rửa ấy, thì mình có thể dùng cái đầu này, các bác kỳ cọ này, các bác trà, các bác massage này, vừa cắt massage nhá, vừa có tác dụng massage thư giãn, vừa có tác dụng là kỳ ghét kỳ cọ. Đấy, kỳ ghét kỳ cọ trên người, ngậm tay chân rất là êm, rất là thích luôn. Đấy, và cái con này rất là hay là cái phần công tắc nó được tích hợp ở luôn trên cái phần tay cầm. Đấy, rất hay cái phần công tắc tích hợp luôn ở trên phần tay cầm nhá. Để khi mà các bác xài là các bác có thể chủ động là các bác bật tắt ở trên cái phần tay cầm này luôn, không cần phải, các bác phải không cần phải tắt ở đầu nguồn đó nhá, bật tắt ở trên cái phần tay cầm luôn, rất là hay đó. Và cái con này nó có thể chỉnh được rất nhiều chế độ sen khác nhau này. Đây này, thì các bác xoay cho em cái phần vòng này chưa. Đấy, nó có chính chế độ 1 này, 2 này, 2 này, 3 này, nó có 3 chế độ sen khác nhau nhá, 3 chế độ sen khác nhau. Để các bác xoay cho em cái vòng này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, đấy, 3 chế độ sen khác nhau. Như ở tia da này và tia da. Đấy, nó rất nhiều những cái tia da khác nhau nhá. Và dây đi kèm là một bộ này, là bao gồm là cả dây cả bát sen này, là 70.000. Đấy, nó có cái đầu massage rất hay, là 70k nhá. Lên mã em sẽ cái bát sen massage là 70.000 một bộ nhá. Còn nếu mà nhà các bác nào mà không có giá đỡ ấy, thì các bác có thể mua kèm cho em cái giá đỡ nhà. Thì cái giá đỡ sen này thì hiện tại em đang bán một cái giá đỡ sen này với giá là 30.000 nhá, 30.000. Đấy thì các bác có thể mua kèm thêm. Còn hàng bên này là nó không có giá đỡ đâu, nó chỉ có nguyên sen với dây không thôi. Còn nếu các bác muốn mua kèm thêm giá đỡ thì bên em đang bán một cái giá đỡ dán như này với giá là 30k nhá, 30k. Thì các bác lên mã giúp em sẽ là giá đỡ sen. Đấy, giá đỡ sen. Giá đỡ bát sen này, giá đỡ bát sen này thì đang có giá là 30k các nhá. 30k một chiếc giá đỡ bát sen này. Cái hay của cái sản phẩm giá đỡ này là các bác không cần phải khoan đục lỗ các nhá. Về nhà mình có tường, cái tường gạch men, tường đá hoa ấy, là các bác bóc cho em cái lớp ra. Đấy, dính trực tiếp cái này lên trên cái phần mặt đấy là xong, không cần phải khoan đục lỗ gì. Đấy, sau đó các bác đeo cho em cái phần sen của nó vào. Đấy, con này có thể chỉnh được cỡ này. Đấy, có thể chỉnh được kích cỡ của nó, chỉnh được cỡ luôn nhá. Đấy, có thể chỉnh được cỡ luôn, rất hay. Đấy, ok luôn, chắc chắn. Cái này anh em cũng đã xài, em đang dán rồi, dán trong khoảng tầm 3 năm nay rồi, không có bong biết luôn, cực kỳ dính, cực kỳ chắc luôn nhá, dính cực kỳ chắc luôn. Đó, về các bác vệ sinh, lau sạch cái chỗ dán đi, sau đó các bác dán cái này vào, sau đó là các bác đeo này vào. Đấy, cái này thì bên em đang bán thêm thôi. Còn nếu các bác nhu cầu nhà có giá đỡ rồi thì mình chỉ mua nguyên bộ này thôi cũng được. Còn nếu mà nhà chưa có giá đỡ thì các bác mua thêm cái giá đỡ này, thì giá đỡ bát sen này thì bên em đang bán là 30k. Đấy, 30k một chiếc giá đỡ bát sen. Còn bán nguyên bát sen không thì là 70.000 nhá. 70.000 là bao gồm là một bát và một dây. Đấy, là một bộ nhà là 70k này. Đấy, một bộ như thế là 70k. Giá rất là tốt luôn, dễ mua. Đấy, một chiếc bát sen rất là hay. Đấy, bác nhìn, cùng nhìn về tổng quan về sản phẩm khi mà test thực tế này. Đấy, nước ra rất ok nhá. Đấy, con này nó có các chế độ nước khác nhau nhá.
đấy, cực kỳ hay luôn. Đấy, chế độ full xương, chế độ full tia. Đấy, thấy không? Chế độ full tia này, full tia, full xương, rồi là massage, đầy đủ đồ luôn. Đấy, các bạn nhìn này, rất nhiều chế độ khác nhau nhá. Đấy, cực kỳ là hay, rất là hợp lý luôn. Đấy, vừa tắm vừa massage kỳ cọ này, ngon lành luôn này. Đấy, giá nó bình dân mà rất là nhiều chức năng khác nhau. Chỉ có 70 ngàn thôi, một cái bộ này nó giá nó quá rẻ luôn. Đấy, chắc chắn đẹp đĩa ngon lành, 70 cao nhá. Đấy. À, có cả cái công tắc tích hợp luôn ở cái phần tay sen nên rất là tiện, các bác không cần phải đóng nguồn. Đấy, có tích hợp sẵn đi luôn, về lắp dây và xài thôi các bác nhá. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm bát thì em đang bán một cái giá đỡ này, thì đang bán một cái giá đỡ là 30.000, các bác có thể mua thêm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, lên mã em sẽ được bình xịt dầu nhớt nhá. Bình này thì của Kabushi Japan. Bình này thì dung tích của nó sẽ là 250ml. Đó, cực kỳ là ok luôn. Về các bác châm dầu, châm nhớt vào đây. Đấy, các bác sử dụng gia đình mình phịt dầu, phịt nhớt rồi anh em thợ thuyền. Đấy, anh em làm máy móc, máy may thứ gì. Các bác cho dầu cho nhớt đây, các bác phịt vào chi tiết máy cũng rất là tiện dụng luôn nhá. Cái con này thì nó làm kiểu dạng hệ thống xi lanh bóp nha. Mình bóp, cứ bóp thì sẽ ra. Đấy, không bóp thì nó sẽ không ra, có thế thôi. Nên là nó rất là chủ động về cái việc là cung cấp dầu nhớt nhá. Và cái hay của sản phẩm là cái phần đầu vòi có thể uốn cong đi. Đấy, những cái chỗ nào mà góc khuất thì các bác có thể luồn lách và các bác bóp, các bác phịt dầu thì nhớt và rất là tiện dụng luôn. Đấy, bóp cho em vài bóp cái là ok. Lên mã em sẽ là cái bình xịt dầu nhớt này. Đấy, bên em đang bán một cái con bình xịt dầu nhớt này với giá sẽ là đi 40k bình nhá. Đấy, xịt dầu, xịt nhớt 40k. Đấy, 40k một cái bình phịt dầu, phịt nhớt này. À, một cái bình này dung tích là 250ml nhá. Cái này thì chất liệu bên dưới này của nó là bằng kim loại nên là khá là bền. Đấy, và cái phần hay của cái đầu vòi là nó có thể uốn dẻo này. Đấy, uốn dẻo các hướng kiểu luôn. À, 40k một cái nhá, bình xì dầu nhớt 40k một cái. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá, cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây, về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó, các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây, các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra, sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. À, lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái tip keo hai thành phần nhá. 40k một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái dòng táo này. Táo khô Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Uy tín chưa? Táo khô Hàn Quốc. Đấy, các bác cũng có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng ngày Tết này. Rồi là cái táo này thì các bác có thể sử dụng trong nhiều món nhá. Trưng yến này, rồi là ví dụ như là các bác hầm thuốc bắc này cũng ok. Đấy, hàng này thì đết còn già nhá, đết còn già luôn. Đây để em tìm các bác cái đết này. Đâu? Đết của nó có đoạn nào? À đây, đết thì sẽ là 2027 nhá. 25 tháng 12 2027 luôn, rất là xa nhá. Đết còn đến tận mấy năm nữa cơ. Nên là các bác yên tâm. Kim Hung Búc này, đó. Cái này táo khô Hàn Quốc nhá. Táo khô Hàn Quốc, hàng size to, hàng size quả to nhá, hàng size quả to. Đó. Túi 1 cân. Táo này thì hiện tại em đang bán với giá sẽ là 80k, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là táo khô Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đều được. Đấy, táo khô Hàn Quốc. Đang gửi bác là 80k một túi nhá, 80k một cái túi táo khô Hàn Quốc này, chỉ có 80.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, các bác mua về ăn vặt này, mua về hầm thuốc bắc này, trưng yến này. Đấy, rồi là
Đặc biệt là các bác về ngâm rượu. Đấy, ngâm rượu để Tết uống cũng ok. Cái này ngâm cực kỳ nhanh nhá. Các bác ngâm từ giờ Tết uống thoải mái luôn. Ngâm giờ Tết uống thoải mái luôn. Và cái vị táo này uống rất dễ uống nhá. Rất dễ uống luôn mà nó ngọt ngọt, ngọt ngọt dễ uống lắm. Ngâm rượu ok. Cái này bữa trước em bán, các bác mua về ngâm rượu nhiều lắm. Đó. Rồi là sử dụng nhiều món đó. Nói chung sử dụng nhiều món. Cái táo khô Hàn Quốc này dùng rất hay. 80k một túi nhá. 80k một túi táo nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tuyếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tuyếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tuyếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200 mét các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm ở đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời ấy, các bác dùng cái con này. Đấy, picnic hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18cm nhá, 18cm. Phần bản rộng này, bản rộng nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9,5cm, gần 10cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10cm, bản rộng khoảng là 10cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13cm. Đấy, chiều cao là 13cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. Đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này. Đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này. Sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này.
bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn, ví dụ các bác đá này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy. Đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo SOS nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương, cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi. Đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào, dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bạn nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa có nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn, bằng cái một cái đèn này thôi. Các nhìn này, cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bạn nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, cột điện này, đấy sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá. Đây này, các bạn nhìn này. Bờ ruộng, bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây. Đấy, sáng nhìn rõ một một luôn nhá. Đây quay xem này. Đây, các bạn nhìn cái bụi chuối này. Sáng kinh khủng không các bác? Sáng kinh khủng không? Sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các bạn nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy. Sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây, ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật. Nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn. Nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này, em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn. Riêng với cái dòng đèn pin này, nó phải là quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy, cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm, ăn nước. Rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, em sẽ bật bên này chưa. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này các bác nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này, đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá. Pha này và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con này pin em đang đi này. Đấy, các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn nữa. Em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng cho các bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây. Các bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng đèn pin nha em nhé. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này.
Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu, đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.